Đi á? Ừ. Rồi đi chơi mà. Đi đây chơi, có việc thì làm không gì thôi. Kiếm thêm cái được gì thì lấy cái đó, có biết đâu. Giọng ở gần như khi cũng sợ buồn chán á. Đúng không? Ở trong nhà. Một tuần em bị ốm ấy mà gì đi làm á. Em muốn đóng cửa màn đóng thì nó ngủ nhiều thì nó còn mệt thêm. Mà mở thì thỉnh thoảng có người sang thì còn nói, còn cười, còn hỏi. Nó còn khỏe hơn. Nhưng mà đi làm đã ốm mà đi làm không làm được, không muốn làm được. Đây là một khoảng ngày nữa. Thế là tối chị ở đây một mình chăm chị chứ. Nhà chị ở đâu? Bên đường Hai Chẹo, bên Ngân, cái chỗ này mình đang bùng mẫm. Gần nữa đúng không? Ở nhà luôn à? Nhà của người ta thuê. Thuê chị ở Bà Rịa. Bà Rịa Vũng Tàu. Tận đó luôn. Tận Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu gần mà. Thế đây là Vũng Tàu gần mà. Bà nghĩ sao vậy? Nhưng mà chị ở người Huế sao lại vào lấy chồng ở Vũng Tàu? Chồng chị ở Cam Ranh, ở Nha Trang. Chị ở đâu? Sinh ra lớn lên ở Vũng Tàu, gốc Huế thôi. Chứ không phải ở Vũng Tàu. Đó, nói đi. Đáng lại. À, ôm nó, lấy nó, lấy nó. Chị em không trả lời đâu thôi. Chị em chỉ có gọi là nó nhanh thôi. Mọi người nhìn lý sao mà ăn ngon được. Còn video thì không kịp quay nữa. Tiếc qua cái áo này. Hai lũ luôn chứ không phải một lũ đâu. Vào đây rách quần áo. Kìa, nhiều người xem được kìa. Chơi đúng cái bài nhé. Em mình muốn xóa cái bài này sao? Mình bị bỏ lộn á. Chắc tôi quánh bà nha. Chị có biết đi về của em đâu mà tìm. Chả biết cái bài này với. Chị để gửi cho Tiên. Để gửi video xong. Mà chị đã uống sao chị? Gửi cho chị Tiên uống sao nó học viên thai này để chị Tiên. Xin chào chị Ngô Thu Huyền nha. Ok chị Huyền này, để lát nữa em vào xuống like rồi em coi like là những mã nào rồi em cắt nha chị nha. Rồi trong lúc chờ mấy chị vô like thì em xin phép cắt cây này để tranh thủ thời gian nè. Cắt rồi. Cởi chụp mẹ đó. Dạ, cởi chụp mẹ. Làm
gì em nhớ cái tên của chị ấy đưa vào. Cái gì? À rồi, biết rồi. Nhưng ngày này xong rồi. Đây nè, 2735. Rồi mẫu em đang cắt là lining nha mấy chị nha. Xô lining 1m35. Dạ. Ăn no ngủ khỏe rồi chị. Ăn no rồi nên giờ chiến tiếp. Chiến tiếp để ngày mai nghỉ live. Tại vì thứ hai em không có live được. Nên giờ phải live bù nè. Rồi. Rồi nhìn thử bịch chữ nằm ở chỗ nào nè. Rồi em đang cắt là lining màu cam sữa, là xô lining 1m35 ngàn nha mấy chị nha. 1m35. Rồi 2m thì chị ăn tiếp. Ăn vào nhưng vẫn không quên sự việc của mình là gì. Là gì? Rồi mình phải đánh cái tên này. Rồi 3m nè. Rồi em xin phép tranh thủ là cắt cái này để lát nữa cho nó khỏi quên nha mấy chị nha. Rồi 3m baby. Nhưng mà ba đáng thiệt nha, tôi quảnh ba. Không. Rồi 2m cho chị Phải Nguyễn Thị, chị nào mà cắt nữa thì em cắt sẵn cắt luôn nha mấy chị nha. 1m35k. Rồi 2m của chị là 70 nè. Rồi 2m cho chị Hồng Võ 70. Ê, này, này, này. Rồi 2m cho chị Ngô Thu Huyền 70. May dần đi chị ơi, vì sắp tới còn nhiều loại nữa. May dần đi rồi bữa nào làm một ăn cũng gửi feedback cho em với. Rồi 2m cho chị Thu Huyền. Giờ cái đầu quá. Ăn vào người đầu. Chị nghĩ sao rồi. Rồi lining, so lining nha mấy chị nha. Màu cam sữa, màu này cũng rất là nhẹ. Mà nó không. Cho tôi quảnh ba. Rồi mẫu này nha mấy chị nha. So lining nha, màu cam sữa rất là xinh luôn. Mình về mình may được bộ không giọng ngứa gì hết nha mấy chị nha. Thì nào mà mình chưa biết cách nào thì mình mua ít xong rồi mình nhận được hàng, mà hàng ok thì lên đặt thêm ha mấy chị. Nền đen có xanh là chất vải gì rồi nên em đầu cắt là chi phong á. Chi phong 2m35 nghìn. Rồi cái lining thì không có giãn, có giãn giãn nhẹ thôi mấy chị nha. Cái màu là giãn nhẹ thôi. Rồi cái này là hình như vậy nè mấy chị nè. Rồi chi phong nha mấy chị nha. 2m này là 35k. Có giãn, 2m này 35 có giãn, màu rất là đẹp luôn. Đây là chi phong nha. Chi phong mã này 2m35. Chị nào lấy thì lên giùm em mã xanh nè. Xanh kèm mét giùm em mấy chị. Cứ 2m là 35 ngàn. Em đang sale hả? Em đang sale 2m35 nè. Chị nào lấy thì comment giùm em là xanh. Có 2 tông nha mấy chị nha. Có 2 tông. Một tông là màu xanh bơ nè. Tông là xanh bơ. Với một tông là màu hồng mấy chị nha. Một tông nữa là màu hồng. Này mình hàng là chi phong này là có giãn nha mấy chị nha. Thả luôn đi. Thả luôn đi. Ừ tí tôi phải giữ vinh. Đúng rồi. Quá. Rồi 2m cho chị Sáng Mai. Này chi phong có giãn nha mấy chị nha. 2m35k nè. Này mấy chị về may áo dài nha. Chi phong này về may áo dài giúp em. May áo dài giúp em. Rồi chị đã lấy mã này thì lên giùm em là mã xanh kèm mét ha. 2m này có 35 ngàn rồi, siêu rẻ luôn mấy chị. Một cái áo dài có 35 ngàn thôi. Rồi 35 cho chị Sáng Mai 2m nè. Coi thiên hạ phần hối đùa. Rồi chị đã lấy màu hồng. Màu xanh thì lên giùm em màu xanh nha. Em có cây màu hồng nó chất cũng giống như vậy luôn. Biết sao mà nó hợp với thầy này quá. Rồi màu xanh này còn chị nào lấy thì lấy giùm em mã xanh kèm mét nha mấy chị. Khi nào chồng chị mới xanh. Rồi xanh nha. Rồi tới màu hồng nè.
cười rồi, tôi bệnh đó. Rồi màu hồng, chị nào lấy được cái đây giùm em màu hồng này ha, hồng. Họa tiết giống như vậy lắm mấy chị nha, trời ơi chất đẹp lắm luôn á. Rồi hồng chị nào lấy thì lên giùm em mã hồng nè. Chi phong nha mấy chị nha, chi phong có giãn, lên áo dài, lên sơ mi, lên đầm. Lên đầm với lên bộ thì lên lót giúp em ha. Đầm quần mấy chị may đồ bà ba hoặc là may quần ống rộng, may quần giả váy siêu đẹp luôn. Rồi lên giùm em mã hồng hoặc là mã xanh cùng họa tiết nha mấy chị. Tiên vào này. Đấy. Người ta bắt đầu like rồi đấy. Trời. Sống chờ bỏng ngồi đậm bây giờ có được. Rồi màu hồng nha, chị nào lấy hồng thì comment hồng, lấy xanh thì comment xanh giúp em. Rồi hồng nè. Đây, thân hồ. Rồi em lên thêm một cây này là nó là hàng boy nha mấy cô nha. Boy nhăn á. Boy nhăn hoa nâu nè. Rồi này hàng cây mấy cô ơi, một cây. Rồi 1 kg 150 dùng con mét 20 mấy ngàn á. Cái này boy nhăn nha, 1 kg 150 hoa vàng. Lấy dùng con mã hoa vàng ký 150, cái này hàng siêu mát luôn. Giờ con bóc nha mấy cô nha. Bóc trúng cây nào cũng like cây đó cho nó. Nói chung là rất là nhiều chất, nhiều loại. 1 kg 150, cái này 1 mét khoảng cỡ 20 mấy ngàn thôi à. Chưa được 20 mấy ngàn nữa. Rồi 2 mét này 40 ngàn rưỡi nè. Ký 150 nha. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm con mã này là 2 mét này có 40 thôi, 40 ngàn rưỡi thôi. 2 mét này 40 hoa nâu về mình may bộ được. Mã này là chất boy nha mấy cô nha. Chất boy ha, chất boy. Về mình may bộ được, may áo, may đầm, may bộ được luôn, may sơ mi. Rồi mã này lấy giùm con chất boy nè, 2m40k. Rồi cô nào lấy thì lấy cho con 40 ha. Là tông của nó là giống như là màu ruốc hoa vàng ha, màu ruốc hoa vàng khá là xinh. Rồi chị nào cô nào lấy thì lấy giùm con mã này là mã hoa vàng. Mã hoa vàng kèm mét ạ. Mã hoa vàng kèm mét ký 150, tính ra 2m khoảng 40 ngàn rưỡi thôi. Rồi cô nào lấy hoa vàng lấy giùm con mã hoa vàng nha. Rồi cắt cho chị Giang Nguyễn 2m này 40k nè. Còn cô nào lấy mã hoa vàng này nữa không? Mình hàng này rất là mát ha. Mình hàng rất là mát. Chi phong thì cứ 2m đồng giá 35. Còn mã này là mã boy nha mấy cô nha. Boy ha. Con bán 150 siêu rẻ rồi đó. Rồi cô nào lấy boy thì lên giùm con này. Boy nè, 150. Boy màu ruốc ha. Boy màu ruốc hoa vàng hoa nhí nè. Rồi 150 nha. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm con. Hôm nay là live cuối rồi nên mấy cô mua không có đủ đơn, ráng cho con đủ đơn để con đi đơn luôn nha mấy cô nha. Lên nha, chi phong cái cây màu vàng bực bực nhiều lắm bạn. Cái cây nó để em hộ khách. Ừ, làm như nó như nhẹ lắm, không bằng ấy. Nó nhẹ tớm ha. Rồi cái hoa gì rồi nè. Cái này nè. Vì sao bằng vì sao? Ai việc cái này ai đôi lên. Ai hú? Ai gọi bim bim ra. Bim bim này nó lại lơi được lơi 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 bao nhiêu rồi. Em đi chết, không phải của mình em đi chết. Camera chị em đang xem. Bà làm đi. Rồi rồi quả trời rồi nè. Rồi lên một mẫu thật là hot, thật là hit luôn á chị ơi, hoa hồng. Cái nào nhăn cô boy là nhăn nha. Rồi chi phong nha mấy cô nha. Rồi chi phong hoa đẹp. Xuất sắc luôn. Lên áo đầm, lên áo dài, lên sơ mi không. À lên áo đầm thì phải lót. Lên áo dài sơ mi không cần lót mấy cô ơi. Quá xuất sắc. Rồi lên giùm con là hoa này là hoa đẹp nha mấy cô nha, hoa đẹp kèm mét nè. Đây là một rừng hoa luôn nha mấy cô nha. Rồi lên giùm cái này chi phong 2m đồng giá 35. Không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính. Không phân biệt đi ăn. Rồi lên giùm em mã này là 2m 35, 10m là 160 ngàn. Siêu rẻ luôn á. 2m 35k nha mấy cô. Rẻ ơi là rẻ. Có giãn, chi phong có giãn nè. Kéo cho chị Thảo Hồ
3m 53 ngàn cho chị Thảo Hồ nè. Vậy bà có kéo không là quay lại cho tôi kéo. Tôi bánh mà quá à. Thấy sức mạnh chưa? Sức mạnh mới ăn xong tôm. Tôm hai chưa? Tôm mì 40 nghìn. Rồi hoa đẹp nè mấy chị nè. Hoa đẹp nha. Hoa đẹp đây là mặt trái mặt phải nè. Đi mình cho chanh vào cho nó. Tôi lại ba cho tụi tôi khung đúng không? Rồi ba mấy cho chị Thân Hồ. Đi ăn xong rồi đâu. Rồi mã này còn chị đang lấy nữa không mấy chị ơi? Quá xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Chi phong 2m 35. Cắt từng mét không cắt nửa mét nha mấy chị nha. 10 mét là 100 ngàn. À lộn, 160 ngàn. Rẻ ơi là rẻ. Rẻ bèo nhèo luôn. Rồi chị nào lấy thì lấy giùm em mã này nha. Mã này quá xinh luôn á mấy chị. Cái này mấy chị ra ngoài mua phải là 20 mấy ngàn một mét nha. 27-28 ngàn mét á. Rồi không có chị nào lấy luôn, chắc xuống lấy đi. Xuống lấy đi, chết phố. Ít người mua với ta. Không biết mấy chị có bị ẩn comment không? Có ai ẩn comment không? Đi chơi phố. Đi xuống lại đi chơi phố. Mai lại chứ. Ẩn comment thì có thoạt ra vô like, con có hai bình luận nữa. Đã bảo rồi đang đi chơi phố. Vui vui là vui về. Ba đừng có khinh nha ba. Đang quay TikTok tự nhiên là thoát ra được 2 phút. Bị ẩn comment thiệt rồi mấy chị ơi. Không có thấy người nào comment hết. Ẩn comment rồi. Chị Thảo Hồ bình luận mà em giờ em vô lại còn không thấy bình luận của chị Thảo Hồ luôn nè. Ẩn comment rồi nha. Rồi hoa đẹp nha, hoa đẹp 2m 35. Chị nào đang xem like lên chấm giùm em mấy chị ơi. Chị nào đang xem like ít bài giùm em với mấy chị, ít bài giùm em với chứ giờ không thấy người nào bình luận hết trơn á. Không thấy người nào bình luận hết luôn. Hoa đẹp, hoa xinh. Hoa đẹp, hoa rồi cảm ơn chị Hồng Võ này. Còn chị nào đang xem like nữa không, lên lên cho giùm em với nè. Các vải chị gửi qua Zalo chưa? Rồi chưa rồi. Chị gửi qua Zalo của em hả? Zalo của bé Kim Ngọc hay là Zalo của Thùy Liên á chị? Zalo nào? Zalo tên gì á chị? Rồi để ngày mai em cắt nha. Đi trái phố. Đi trái phố là đi đâu? Rồi em cảm ơn chị Thi nha. Rồi Chi Phong mã này lên hoa đẹp giùm em. 2m 35, 10m 156 nha mấy chị nha. Chi Phong có dạng nè. 2m 35, 10m 160 giùm em mấy chị ha. Rồi Chi Phong màu tím than hả chị? Màu tím than chưa thấy nha chị nha, chưa thấy màu tím than. Rồi lên giùm em mã này nha. 2m 35, 10m 160. Chốt của chị Thúy Nguyễn 2m nè. 35k. Rồi 2m cho chị Cẩm Nguyên Nguyễn, 2m cho chị Trịnh Dung. Này xinh lắm mấy chị nha, lên áo dài không có cần lót gì hết mà màu cũng rất là xinh luôn. Này em thấy là không phân biệt tuổi tác thì cái này may cho người lớn hay em bé gì cũng được hết. Không được. Bẩm hết rồi. Chắc không mình đi, ở đó mà cười. Rồi lên giùm em mã hoa đẹp nha mấy chị nha. Đi ra bỏ vệ lấy một mình của mai trong nhà vệ sinh. sợ quá. Đóng đóng rồi, giờ không có đóng. Cứ đóng cũng thì có thể lên lầu 2 là bước ra chèo cái cây đó xuống. Bà tập trung bà like cho tôi đi. Cách tốt nhất là như vậy đấy. Nó sao lại lỗ được cái chi phóng hóa loãng quá hả? Dạ hôm nay chị cho ngủ 9 giờ. Chị giờ chị đen. Are you sure? Đen hồng với đen xanh lúc nãy 2m. Đưa đi chạy phố. Rồi ok chị Trịnh Dung nha. Đen hồng 2m, đen xanh 2m nè. Này 2m của chị Cẩm Nguyên nè. Này hồng 2m. Chị nghĩ đi sao chị cũng vứt đi cái vụ xa của em đâu. Rồi mã hoa đẹp chị nào lấy thì lên lên nữ giùm em nha mấy chị nha. Hoa đẹp mã này siêu xinh luôn. Hoa đẹp, hoa xinh, hoa đẹp. Rồi lấy thêm chi phong, hoa hồng bự cho bá ra. Rồi chị nào lấy cái mã này thì lên giùm em, mã này là cúc nha mấy chị nha. Cúc trắng vàng mấy chị. Lấy giùm em là trắng vàng kèm mét ha. Cúc trắng vàng kèm mét 2m 35, 10m 160 nè. 2m 35, 10m 160. Chi phong có giảng nha mấy chị nha, chi phong hàng có giảng, chi phong là von. Rồi chị nào lấy thì comment giúp em ha. Mã này là chi phong nè. Lấy giùm em là trắng vàng hoa cúc nha.
mềm mại mượt mà. May áo mà áo dài không cần ót, lên áo nhá, đầm với lại là lên bộ thì lót giúp em ha, lót nhẹ giúp em. Rồi lên giùm em cúc trắng vàng kèm mét giùm em mấy chị, cúc trắng vàng kèm mét 2m35. 2m35, 10m thì là 160. Siêu rẻ luôn. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em là cúc nha mấy chị nha, cúc trắng vàng kèm mét nha. Em vào bình luận phát đi chị. Chị lên nó bảo thương nghỉ một hôm rồi không thích. Thấy chứ. Nó eo mới xứng phẩm đó luôn nè. Đó, người ta bảo là không bà thương nghỉ thì cho cô 10 mét hoa đẹp 160. Của ren của cô với vải tầm vân đen sao chưa thấy nhau. Rồi dạ cô ơi, để con kiểm tra lại những cái cây đó chưa có lô đã cắt được hay sao á. Cái cây tầm vân đen cái này đúng không ta? Cái này mai lô đã cắt. Nghĩ sao mà chị cắt, nghĩ sao chị kéo cái đó luôn. Rồi 10 mét cúc trắng vàng cho cô Thi Nguyên nè. Rồi để con kiểm tra lại nha cô nha, tại vì thường đơn đi là sẽ tới trong ngày á. 10 mét hoa đẹp của cô Anh Trang. Nghĩ sao mà không cấy ra được. Để ra đợi luôn đi, để ngày mai cắt, để vào trong á. Hết sức người ta vừa uống xong. Rồi 10 mét hoa cúc kìa. Em xin... Chị Phong này có giãn nha mấy cô nha. Dạ, thô theo nha, áo em đang mang, đang hết mẫu rồi chị ơi. Rơi nước miếng. Con mẫu khác á. Rơi nước miếng vào áo cái chị. Mười mét, mười mét. Em đo hơi bị dài quá. Em không thể đo được. Vì sao mà em đo cái này? Làm cái này hả? Một. Hai. Dạ. Em đem qua đây nè. Rồi chị mời đó phụ. Qua đây ký này ba đừng có dờn nữa. Rồi 10 mét cho cô Anh Trang 160 nè. Đây. 8 9 10. Rồi 2 mét cho chị Đinh Chi Thư cúc trắng ha. Rồi 10 mét này cho chị Thi Nguyên. Rồi cúc trắng vàng, chị nào lấy thì comment giùm em là cúc trắng vàng cũng là Chi Phong luôn nha mấy chị nha. Chị biết ABC ở đây mà. Sao chị còn đưa cho em 4 5 em 6, biết là chị đi xe bắt 7, 8, 9, sợ quá, 10. Cả cái chiếc nhanh thôi. Đừng có chọc tôi cười nữa bà ơi. Nè, chị Thi Nguyễn 160. Rồi 2 mét, đó. 2 mét cho chị Đinh Chi Thư. 35. Em mặc vào lấy thêm cái bấm này mà quên rồi. Tại chị... Ai có đội 58 view TikTok. Còn xem các chị có mượn. Rồi 2 mét cho Đinh Dư Thư 35 nè. Đúng. 4 mét hoa đẹp cho chị Loan Phạm. Ơi cái gì đó có độc rồi. Gì có độc? Tại chị đưa đi ăn xong là có độc. 2 3 4. Em cũng muốn nghỉ quê luôn á. Tính đi hẹn hò thiệt luôn mà thôi. Ráng về bán 4m70 cho chị Thu Hồng Nguyên. À, chị Lan Phạm. Chiến nữa chị, chiến nữa thêm một đêm nữa rồi ngày mai mới chốt đơn. Rồi hoa đẹp nha. Máy có sự phải phụ chụp đơn, phụ sự phải chụp đơn. Nè, bấm cái này, Balenci ra, chỗ này bấm lại đi. Rồi hoa đẹp chị nào lấy nữa thì comment giùm em nha. Rồi Lý Trần 2m hoa đẹp. KT Mai á học sinh không có gì Ngọc Mai ơi. Rồi thêm 2 mét hoa đẹp cho chị Cẩm Nguyễn nè. Rồi lấy trần mã này 2 mét. Rồi em phải bán hết cái kho này thì em mới lôi cái hàng độc ra bán được mấy chị. Tại vì nó bị đè vô trong á. Bao nhiêu lượt hàng về nó cứ đè tới đè luôn không có bán được. Rồi 2 mét cho chị Cẩm Nguyễn nè. 35 luôn. Em nói em xem thanh lý hết lô là em bán chung hết á, chứ không có phải là lựa ra cái nào đẹp cái nào xấu đâu mấy chị. Những cái mẫu này là mấy chị biết là em chưa like bao giờ luôn nè. Rồi chị Nguyễn Kim Ninh 2m. Để tật đàn hỏi đứng ở đây không phải chơi mình chứ gì vai chơi 13 đấy. Dạ nâu đẹp hồi trưa còn không? Dạ còn cô ơi, còn nha. Dạ không ạ. Dạ rồi ok. Dạ, có Thanh Hồng nè.
2 mét cho cô Kim Linh 35. Dạ đi 35. Rồi cái này là mã này là hoa đẹp dùm con nha, còn nâu đẹp là đây nè. Dạ con, hết rồi ạ. Chắc quánh con bé được quá. Tối nào mà con bé này like chắc em cười. Em cười bẻ bong bóng luôn á. Rồi con em bị sớm hơn ý định. Cho bà nha bà. Đây nâu đẹp đây ha. Nâu đẹp cô Thanh Hồng hỏi là mã này nè. Rồi cô nào chưa lấy mẫu này thì comment giúp em. Chị Thanh Trang 8 ơi, em đang bán là hoa, em đang bán là 35k 2 mét, phí ship ở Hồ Chí Minh là 25, phí ship tỉnh là 35 nha mấy chị nha. Rồi nâu đẹp mã này. Dạ, quá xinh luôn. Dạ, rồi con để y cho mấy cô, cô nào thích chụp hình là hãy chụp lại mã này nè. Nó lấy lái đó. À cô lấy nâu nhí hả cô? Nâu nhí hay mã nào? Rồi lấy giùm con mã này nâu đẹp giùm con đi ạ. À. Rồi cô Thanh Hồng chờ con một xíu nha, con có phải con lên cái mã nâu nhí xem thử có phải giống mẫu cô nói không? Rồi mã này là mã nâu đẹp chiffon 2m 35 10m 160 ạ. 2m 35 10m 160 nâu đẹp nha. Lên áo lên khổ 1m rưỡi có giãn, chiffon hàng có giãn. Lên áo dài hoặc là lên áo sơ mi ok, không cần lót. Còn mình mà nếu mà lên đầm hoặc là lên bộ gì đó thì lót giùm con nhẹ ha. Lót giùm con. Phần áo không cần đâu, mình chỉ cần lót với phần mông thôi. Rồi mã này nâu đẹp mình lên giùm con, mã này nâu đẹp kèm mét ha. Nâu đẹp kèm mét. Rồi nâu đẹp mã này nha mấy cô nha. Nâu đẹp này 2 mét chỉ có 35k. Rồi cô nào lấy thì lấy giùm con mã này là mã 2, mã nâu đẹp nha. Mã nâu đẹp. Rồi cô nào lấy thì comment giúp con nè. Tôi này tự làm tự like. Không tính lưu. Là sẽ giao thôi. Rồi cái này là bi nha mấy cô nha. Bi. Stress. Rồi em có cái cúc này là màu màu đỏ với màu 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 trắng bên này mấy chị nè. Cúc hồi nãy em có màu vàng trắng thì giờ cái này còn đỏ trắng. Đây, lên cái này là đủ màu luôn, vừa đỏ vừa trắng vừa vàng luôn nha mấy cô nha. Chi phong này có giãn nha. Rồi nâu đẹp 2 mét cho cô Thảo Hồ. Cái dây đó 5.000 thôi mà. Nâu đẹp 2 mét cho cô Thảo Hồ này. 2 mét là 35 ngàn. Luôn có tiền. Tự nhiên từ đọc. Rồi mã này nâu đẹp nha, cô nào lấy thì comment giùm con là nâu đẹp nha mấy cô nha. Mấy chị đi ra cho máy tay lắm. Đâu quá hả, cái này em trước lên đâu quá hả. Đâu quá hả. Cái này sẽ không có giảm. Mấy chị lấy cái cây nâu hả, cây chi phong nó ra nữa giùm coi. Cái gì? Thêm chi phong có màu đỏ cẩm kìa. Mấy cây bên góc cái kìa. Đừng có lôi mấy cái đôi cái ba phụ kiện đó đâu, đôi kia còn đôi mấy cái đưa mấy cái này để mở ra like. Rồi mã cúc cho chị Đinh Chi Thư. Chị Đinh Chi Thư em không cắt 3m rưỡi, chị ơi cắt 4m giùm em với. Rồi đây giùm em cúc này là có 3 màu nha. Cúc này là cúc đỏ vàng trắng nè. Đỏ vàng trắng. Rồi cúc cúc này là cúc màu trắng vàng. Trắng vàng với màu màu trong này là có cái màu giống màu lam lam á, hai màu khác nhau. Lấy giùm em là màu đỏ và đỏ trắng hoặc là vàng trắng nha chị Đinh Chi Thư nha. Với lại em đang bán cặp là bán theo theo số mét chẵn á, là cứ 2m sẽ là 35k. Chị Đinh Chi Thư lấy giùm em là màu nào nè chị nè, có hai màu cúc luôn. Nâu đẹp 2m 35 cho Tạ Long Sơn nè. Rồi nâu đẹp 2m 35 cho Tạ Long Sơn. Sẽ tém đỏ đi. Rồi 2m đỏ cho chị Đinh Chi Thư nè. Rồi 2m là 35.000 nha mấy chị nha. Rồi 2m đỏ cho Đinh Chi Thư. Rồi còn chị nào mà lấy trắng vàng thì lấy giùm em là trắng vàng nha mấy chị nha. Trắng vàng. Chị Lô thì Lò thì ai lên số điện thoại giùm em mới cắt được, không có số điện thoại không cắt được, với lại không biết chị đang cắt mã nào hết. Ăn xong nóng ngập cái mồm. Rồi 2 mét cho chị Đinh Chi Thư nè. 35. Rồi mã này này chị nào lấy thì comment giùm em nha mấy chị nha. Còn mã này chị nào lấy thì comment giúp em ha. Rồi lên giùm em mã này là mã xanh đậu. Đều là hoa nhí quá xinh luôn mấy chị ơi. Mã xanh đậu. Nó có đậu ở trong đó hả? Chị Trần Thúy Hoa cắt bao nhiêu mét đỏ nè? Em cắt gần 2m 35, không có cắt 1m. Không cắt 1m nha. Rồi lấy giùm em mã này xanh đậu kèm mét nha chị. Chi phong có giãn xanh đậu nha. Cây này còn có ít thôi. Xanh đậu này chị nào lấy xanh đậu thì cầm bao nhiêu em xanh đậu mấy chị nè. Xanh đậu cúc dễ thương lắm luôn á. Rồi Lò thì ai có số rồi lên. Chị 3m là mẫu nào á chị? Cúc em có 2m rồi. Cắt 2m cho chị Trần Thúy Hoa. 2m đỏ 35 nè. Hai mét đỏ 35.
Rồi lên tiếp theo, màu cúc này là xanh đậu nha mấy chị nha. Cúc này là xanh đậu. Rồi 2 mét trồng thủy hoa 35 nè. Rồi 2 mét cho chị Đinh Chi Thư 35. Rồi xanh đậu hoa cúc chị nào lấy thì comment giùm em nha. 2 mét là 35 ngàn, màu rất là xinh luôn. Màu rất xinh luôn mấy chị. Rồi 2 mét 35 cho chị Đinh Chi Thư. 2 mét cho chị Kim Ninh. 35 cho chị. Cho chị Kim Ninh này 35k. Một mét. Rồi cúc đỏ 10 mét cho chị Thi. 2 mét cho chị Trịnh Dung. 10 mét của chị Thi 160, 2 mét của chị Trịnh Dung 35. Rồi thân hồ ơi, cúc có hai màu quá chị, cúc đỏ hay là cúc vàng đó giùm em, cúc đỏ hoặc là cúc vàng nha. Trời ơi, đến lái đừng, đến lái hiền lại đó, là rất là mất lịch sự đó. Nói cho mình biết, mở loa lên mà nghe đi. Không có. 2, 3, không có đâu. 4, 5, em nói không mà giờ 6, nghe luôn. 7, em tính chỉ... không? 8, em... mở cho nghe nè. Em chỉ nói, em nói... đó, có ai nghe đâu. 9. Chỉ cần với chị nghe thôi. 10. Rồi 10 mét này 160 nè. Đấy, chị không bật kỹ trong trong này đâu. Sao bật lên. Chập chập là điên đó. 2 mét cho chị Trịnh Dung. 10 mét à? Ờ. 2 mét chị Trịnh Dung nè, 2 mét cho chị Thân Hồ. Thảo Hồ chị là màu Dung đỏ luôn đúng gì? Không? Đây. Đứa phải nói nhiều. Mới được cái nhà. Tự mình rồi đấy. Rồi 2 mét này 35 nè. Rồi đi chơi phố lắm đi. Rồi chị Thảo Hồ là 2 mét cúc đỏ luôn đúng không chị? Đất thì lười lắm. Sống mà hẹn nói. Từ những đi bố Sài Gòn sợ cái bê quê thì lười không con. Rồi 2 mét cho chị Đồng Thắm nè. Rồi 2 mét này cho chị Thảo Hồ. Không còn chị thú. 2 mét cho chị Đồng Thắm, 2 mét cho chị Minh Thu. Chị Minh Thu ơi, đơn mới lưu ý giúp em, hôm nay là live cuối rồi, mua cho em đủ khoảng cỡ 6 mét tới 8 mét vải cho đủ đơn nha chị nhé. Rồi 2 mét cho cô Đồng Thắm nè. Này mấy cô về may áo dài được nha mấy cô nha. Rồi Minh Thư 2 mét 35. Ủa chị sao nó chạy giờ nhanh thế? Sao nó chạy giờ nhanh? Sắp đến 9 giờ. Trời ơi, thiệt luôn. Mở vô ra. Rồi cúc đỏ 2 mét. Cúc đỏ 3 mét cho chị Kiều Ngân nè. Em không hiểu cái gì luôn. Mà là đến 9 giờ rồi đấy. Nữa. Chắc tôi lái về ba chuột tôi lên cuồng cuồng luôn. Thật sự. Em nói thật sự mà. Rồi 3 mét cho chị Kiều Thị Võ Thị Kiều Ngân nè. 3 mét là 53 ngàn. Người ta nói thật sự là như người ta nói. Cúp reo 2 mét đó, cúp reo là nào ta? Rồi cúp đỏ cho chị Trịnh Thị Mỹ Lê Lệ. Là kinh nghiệm của chị Thảo Hô bò quá chị Mỹ Lê đi. Tại vì chị Mỹ, chị Thảo Hô nó chữ tơ á. Thảo Hô, tại chị Thảo Hô nói là chị cắt cúp reo. Rồi đây giùm em cúp màu giùm em nha mấy chị nha. Lại của chị Thảo Hô hái mẹ bò qua cho chị Trịnh Thị Mì Lệ. Rồi chị Thủ, cái này là màu xanh đậu nè nha mấy chị nha, màu xanh đậu nè. Lên giùm em đúng màu nha mấy chị nha. Tránh trường hợp giờ em đang bằng các hàng sale, hàng thanh lý rồi đó. Mà các vị xã là nó bị mụn hàng ra đó mấy chị. Rồi em bán giá hàng cây rẻ hơn giá hàng mét luôn, rẻ hơn giá sỉ luôn. Rồi 2 mét này cho chị Thảo Hồ 35 nè. Chị to gọi chưa? Tìm đâu mà ra bây giờ. Đó, chứ khổ ghê không? Không có. Nó lộn xộn lắm.
Em bỏ giấy tờ vào đây, giấy tờ chứ. Đây. Rồi thẻ xẻ vào đó bỏ này đi. Rồi mấy chị lưu ý comment giùm con theo em, giùm con theo mét nha. Rồi cô Yên Hồng 2 mét cúc đỏ nè. Rồi nay em sale rất là nhiều nên là chị nào mà mua thì mình mua, chứ còn để dành là sợ hay còn nhiều mẫu bị hết hàng rồi nha mấy chị nha. Có mỗi thứ có một cây à. Rồi xanh đậu 2 mét Thảo Hồ mới cắt xong luôn. Rồi đừng comment nữa chị ơi, em cắt rồi nha. Rồi cúc màu xanh đậu cho cô Thanh Hồng 2 mét nè. Màu không thì không có rồi chị ơi, màu trơn không có. Em cũng có dặn màu trơn á, nhưng mà hàng kho hàng đó ít lắm. Hàng nó cũng cao hơn cái này nữa. Màu trơn nó đang cao hơn luôn. Rồi có chị nào mà chưa lấy cúc vàng không nè mấy chị nè. Cúc vàng hay lên giùm em cúc vàng mấy chị nè, cúc vàng. Rồi mẫu này là mẫu hoa nâu mấy chị, mẫu hoa nâu. Hoa nâu kèm mét mấy chị ơi. Nâu đẹp nha, mã này là nâu đẹp kèm mét giúp em. Nâu đẹp kèm mét nè ha. Nâu đẹp kèm mét. Chị nào lấy thì comment giùm em mã nâu đẹp kèm mét nè. Có quá trời màu luôn mấy chị ơi, rất là nhiều mẫu luôn nha. Nâu đẹp kèm mét. Rồi cúc vàng cho cô Yên Hồng 2 mét nè. Rồi cúc vàng 2 mét cho cô Hướng này 35k. Chị không cười theo là chị nó không cười đấy. Em nói chứ. Bà tôi nghiêm túc một chút được không? Nhưng mà chị trầm xíu vô sau lưng lấy. Chị xem đâu nhí sau lưng rồi ok chờ em xíu nha. Chị Ngọc Châu Lê. Chị Ngọc Châu Lê cúc vàng 2 mét. Một cây bao nhiêu mét hả chị Kiều không? Ủa em biết nữa, em chưa đâu bao giờ mà em thấy gần cả 100 mét đó. Gần 100 mét nha chị nha. Rồi 2 mét cho chị Ngọc Châu Lê. Dạ vâng, cười chúng được, không phải cười thật thà. 2 mét Ngọc Châu Lê 35 nè. Em cười to là đời em không phải nhiều là. Rồi mẫu này chị lấy thì comment giùm em nha. Hoa nâu cho chị Trương Thị Hướng 2 mét. Còn nâu nhí chờ em xíu nha mấy chị nha. Nâu nhí chờ em tí ti. Toàn là mã xinh không à. Rồi hai nâu, hoa nâu 2 mét cho chị Hướng nè. Đỏ. Cúc vàng 2 mét cho chị Thi. À chị Thúy Nguyễn. Em lấy hộ. Rồi 2 mét xanh đậu cho Thúy Nguyễn. Lên ngủ tầm 1 tiếng là bấm cho đụng tém nha. 2 mét 35. Cứ 2 mét 35 ngàn nha mấy chị nha. Mạnh mẽ lên. Giận nữa. 2 mét cho chị Thúy Nguyễn màu xanh đậu nè. Rồi cúc vàng, cúc đỏ. Cúc đen. Nâu đẹp. Em đẹp, em xinh như quà hả? Ba lưng rồi chặt giường đó nè. Lái thì nghiêm túc. Chị nghiêm túc đi. Thì thể dội mọi cái gì? Phản hồi lại một cái năng lực lượng tích cực là bạn nghiêm túc, khách mua nghiêm túc. Ba là dần dần không ạ? À? Không cười làm sao ai mua? Chị Thúy Nguyên 2m 35 nè. Người ta phải nói to lên cái gì. Rồi hoa nâu 4m cho chị Nhiên Đạo. Chị Nhiên Đạo ơi, khách mới đã mua cho em được 68m để em đi đơn luôn nha. Em mới inbox cho chị, cho em xin địa chỉ luôn nha chị nha. Để nhận hàng xem chứ không phải là lần sau chị đặt đồng phục áo dài 50m rồi. Em cảm ơn chị Kiều Ngân nè. Thank you. Một cây như vậy là có khoảng 50 trăm mét đó chị. Cây trăm mét chứ không. 50 kg là trăm mét. Nhìn cái 8 mét lận. Sự nhân viên. Người chị tiên đừng có xem. Nhân viên cũng hơn bà nội mình đó. Rồi nâu đẹp 2 mét cho chị Nguyễn Đào. Chị Tố Như chờ em xíu em đưa cúc đỏ cho chị xem nha. Vì chị đưa đi ăn hôm nay mà rách áo. Chào biết cả ngày mà. Sáng thì mua đậu hũ. Chiều xuống thì mua chanh. Đó là trà lý trà sữa nha, trà sữa bu là trà chanh, trà chanh bu là trà sữa đó nha. Không, trà chanh ít tiền hơn sữa.
cùng 10 ngàn FG ở luôn. Hải lý bao nhiêu nè? 20 ngàn luôn á. Hải lý là 40.000. Lên một quý 20 mà trong cái trà sữa có 15 nghìn thôi. Trà sữa là gì 15 nghìn? Trà sữa có 15 nghìn mình uống trà sữa Trung Quốc đó. 35. Chị thấy nâu đẹp thì comment những em nâu đẹp. Em đi uống trà sữa tầm 3 ngàn. Chị nè, uống sáng của tôi đó của tiên. Dạ em cảm ơn chị Đào ơi, vô đi chị Đào, vô đi chị Đào. Đây là hoa đỏ nha mấy chị nha, đỏ vàng trắng. Chị tốt như cái này đỏ nè. Bây giờ để nói rồi nhí nâu nha. Mày nghe nhí nâu, chị hỏi cái nhí nâu nào ta, em có hai nhí nâu. Cái này là vải boy nè ha, vải boy ký 150, 2m là 40.500, khoảng 1m20 luôn. Để em nói cho cái này rồi chị Đào lấy thì comment giùm em là hoa anh hoa. Cái này là nền của nó, là tông của nó là màu ruốc ha, màu ruốc giống như màu mông tôm nha. Đúng. Màu ruốc nền hoa nhí vàng nè, lấy giùm em mã nhí vàng kèm mét nha mấy chị nha. Nhí vàng kèm mét. Nhí vàng kèm mét nha mấy chị nha. Nhí vàng kèm mét nha mấy chị nha, nhí vàng kèm mét. Cái này là boy. Em bán cái này 1 ký 150, tính ra 2m khoảng 40.500 thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em là boy nhí vàng nha mấy chị nha, boy nhí vàng. Còn lại màu này hoa nâu mấy chị hỏi nè. Xin đầu tiên múa nó có thích tự tháng hoa định nhờ. Có ai nhẹ sướng như em không? Ảo đất cải xin anh, có anh cho tiên múa liền. Con chị ảo đất xin trong trong mà cho tiên múa. Nghe mụn chết. Rồi nhí nâu nè, hồi nãy chị nào hỏi nhí nâu nè. Rồi nhí nâu các cái trần thanh nhi 2m nè. Ủa cái gì vậy? Các em 2m đen đỏ, đỏ đó nha. Đen đỏ đó nha, mà sao ai ghi hoa nâu vậy? Biết được. Ghi tù lô tà la. Em rồi, 3m bằng 53. Chữ ai, chữ ai? Chắc chữ của mình. Rồi nhí nâu lắm chị. Xin lỗi bạn nha. Sếp xin lỗi nhân viên nha. Tôi khổ ghê luôn á, để tôi làm coi. Boy chất liệu mặt. Áo như em là boy nè chị nè. Chị. Áo như em là boy chị nha. Chị là chuyện chơi thôi. Rồi 3m 54.000 chị Thanh Nhi nè, 53k chứ. 53 chị Thanh Nhi bấm vô. Vui vui đi, chắc phải làm tại giờ 11 giờ quá. Không có đâu, chị bà chị Thanh Nhi mà. Xem lại chấm video rồi chờ em một xíu nha. Rồi 2m nhí nâu cho chị Trần Tuyết Nhung nè. Ê giờ giờ nó tới chửi ta. Nó dần dồi đi phê nè. Mát. Ta lại lấy cái ảnh mà ta đăng lên cái Facebook chị Ngọc. Ta còn cái 2m nhí nâu chị Trần Tuyết Nhung. Rồi 2m nhí nâu này 35k nha mấy chị nha. Bên cho tao mày không sắm được nè. Rồi cây sồng xanh lá, để con coi có cây nào sẵn ngoài đây rồi con đưa cho mấy cô xem luôn nè. Rồi nhí nâu 2m cho cô Kim Linh nè. Rồi chi phong này là 2m là 35.000 nha mấy cô mấy chị nha. Rồi chị Đinh Chi Thư với cô mấy cô chờ con một xíu, con đưa cái loại cái màu xanh đen với lại hồng đen đằng sau cho mấy cô xem. Rồi 2m màu xanh cúc trắng là xanh đậu nè, cho chị Quý Ngọc Châu. Xanh reo bi trắng. Rồi ok, xanh reo bi trắng nè. Cái đó không phải là bi trắng đâu. À, xanh reo bi trắng này là mặt hàng lụa nha. Rồi em sale 2m 45.000 đúng không? 2m 45k, hàng siêu rẻ luôn. Rồi 2m nhí nâu cho chị Trần Dung. 2m nhí nâu cho Trần Dung nè. Hỏi làm chủ mà nhớ đấy chứ. Xanh đen bi trắng, cái này xanh reo bi trắng hình như là 2m 40 nha, 45.000 á, là lụa nha mấy chị nha, lụa xanh da trời phía sau đó em. Rồi cái xanh này là hoa cúc này đúng không ạ? Đúng không mấy chị ơi? Mấy chị like vậy em like lộn xộn hết rồi. Rồi 2m nhí nâu này cho chị Trần Dung 35 nè. Rồi lên giùm em mã nhí nâu trước đi mấy chị mấy cô ơi. Rồi anh Trang cho chị nhí nâu 2m. Rồi cô Thanh Hồng chờ con một xíu nha cô nha. Chi Phong có giảng nha cô nha. Rồi Nguyệt Nguyên chưa có số điện thoại lên giùm em mới cắt được nè. Rồi 2m nhí nâu. Ủa hai chị nói cho cô Anh Trang. Đây Anh Trang cho cô, Anh Trang nè, 2m nhí nâu. Rồi Nguyệt Nguyên chưa có số điện thoại nè. Chưa cắt cho người. Rồi Nguyệt Nguyên chưa có số điện thoại nha. Lên giùm em nhí nâu, hồi nãy cô Thanh Hồng hỏi nhí nâu này đúng không cô? Cô Thanh Hồng hỏi nhí nâu này đúng không? Đúng.
Rồi Nguyệt Nguyên lên số điện thoại giùm em thì mới cắt được nha chị nha. Nhí nâu nè ha. Rồi nhí nâu chị đã lấy thì comment giùm em nhí nâu nha. Tại em rất lên rất là nhiều mã, rồi mấy chị comment đúng mã giùm em nha. Nguyệt Nguyên 2 mét nhí nâu. Rồi khách mới lưu ý mua giùm em khoảng được 6 đến 8 mét vải để đủ đơn em đi luôn nha chị nha. Tại đây lấy cuối rồi. Em like từ ngày hôm qua tới nay dồn đơn lại nên là mấy chị chịu khó mua giúp em luôn. Rồi con cám ơn cô nha. Rồi 3 mét nhí nâu cho chị Lò Thị Oai nè. 3 mét cho chị Lò Thị Oai là 53.000. Rồi khoan với chị ơi, cúc trắng là có 2 mã lận nha chị nha. Mã này lên giùm em mã là cúc xanh. Em đặt như vậy á. Với lại là em không có cắt 2 mét rưỡi nha mấy chị nha. Em bán lỗ rồi nên là 2 mét 35k không cắt lẻ. Lên giùm em từng 3 mét thì cũng được. 3 mét là 53. 2 mét nhí nâu cho cô Đồng Thắm nè. Rồi mã đó em chưa like chờ một xíu nha mấy chị nha. Tại vì em đang like có 2-3 mã cúc trắng rồi á. Rồi con cám ơn cô Thanh Hồng. Rồi chị Trần Nga lấy cúc to là cái màu xanh đậu đúng không cô chị? Mã này đúng không? Rồi em cắt từng 3 mét rồi được nè, không cắt 2 mét rưỡi được. Rồi đây, mã này đúng không chị? Lấy những em mã này xanh đậu nè, mã xanh đậu ha. Mã xanh đậu. Rồi Quý Ngọc Châu lấy 2 mét mã nào nè chị nè. Quý Ngọc Châu lấy 2 mét mã nào nè. Rồi chị Hồng Phúc 6 mét nhí nâu nè. Tôn Hai Gia 160. À, giờ là Tôn Hai Gia. Cái mã hoa đẹp đó đúng không cô Quang Dung? Chờ con đưa lên mẫu lại thử nè. Cái mã hồi nãy con like đúng không? Rồi 6 mét nha. 6 mét. 6 mét là 105. Rồi 2 mét xanh đậu cho chị Trần Nga. Rồi 35k. Màu da hả cô? Cái nào ta? À, màu da. Màu da Tôn Hai Gia. Tôn Hai Gia màu da là mã nào hay không? Kìa bên kia. Chị chạy chị lấy hộ em chai nước luôn nha. Không, cái này không phải Tôn Hai Gia. Cái này Tôn Lọt cô mua rồi. À, thế hả? Tôn Hai Gia. Cô em nhớ. Cô ơi có phải là màu này không? Em nhớ đi đây chứ. Rồi Tôn này hồi nãy chỉ có một cái cây này là cây Tôn mà. Tôn Hai Gia màu này là con thấy cô như chưa có đặt thôi nè. Cái này nè. Đó hồi đầu like. Đầu like nãy giờ là như con chưa có like Tôn thì phải á. Có like Tôn chưa ta? Không có like cái gì hết. Chưa like Tôn. Chưa like Tôn. Cái mẫu này hồi nãy như cô chưa đặt nè. Mẫu này lên dùm con mẫu Hoàng Gia đi. Tại con thấy nó giống Hoàng Gia á. 1kg 160 là Tôn Hai Gia nha. 1kg 5m hơn thôi. Cô con Dung nó đúng mẫu đó thì comment dùm con nha. Rồi chị Nguyễn Đào 2 mét nhí nâu nè. Thì sao chị ạ? Chị nói em biết cái màu đó. Hả? Cái chai nói em gần cái đó. Tôi bị cố tâm cơ rồi. Âm mưu. Âm mưu thấm độc. Đây đoàn một con. Đây đoàn cái ba da với tôi đây. Nghĩ sao em? Rồi 2 mét nhí nâu nè. Cho chị Nguyễn Đào. Mình đã biết vậy rồi. Xem đỏ gần đi. Cây cúc xanh. Đỏ đen. À không, đỏ đen. Đâu có đỏ đen đâu ta. Đâu có hồng đen thôi. Chị vừa nhủ nó bò vào đây. 3 mét cúc nền xanh đậu cho chị Nhiên Đào. Rồi 3 mét cúc này là 53.000 nha. Rồi mấy chị lưu ý em cắt chậm. Không có cắt nửa mét nha mấy chị nha. Rồi 2 mét là 35. Còn 3 mét là 53 nè. Trơn màu da không có hình. À, cái đó không phải là Hai Gia đâu, cái đó là Tôn Lanh bình thường thôi. Cái đó Tôn bình thường không phải Tôn Hai Gia. 1kg là 150 á. 1kg 150 hình như là 2 mét là 40.042 hả? Để lát con bưng ra cho. Rồi 2 mét Tôn Hoàng Gia cho chị Trần Dung nè. Rồi cô nào lấy mã này thì lên giùm con là Tôn 160 nha mấy cô mấy chị nha. Cái 160. Hình như 2 mét là 61.000 thôi. Mã này nè. Rồi nghe chị một cánh cậu nè. Rồi chị Trần Nga 2 mét 160 một ký nè. Rồi con nhớ cái mã rồi. Để con vô con bưng ra cho nha cô. Khổ quá.
trễ gần 10 giờ rồi mà la cho được bao nhiêu con giỡn nữa. Hai lấy cúc xanh cho chị Trương Thị Hướng. 8 giờ mình la. Lót là chị cắt em không có lót này sẵn nha chị nha. Em chỉ có lót màu mắt lót lanh thôi. Nếu mà chị lót được thì chị comment giúp em. Rồi la, để em lên lót luôn. Chị hợp thì cắt ha. Tại vì em không có cái lót cùng màu nên em không có dám nhận nha chị. Rồi tôn hai da 1 mét cho chị Bình Minh nè. Cho em 160 ngàn một ký nha. Tôn hai da mã hoàng gia nè. Vải giấy nâu may áo dài được không? Nhí nâu may áo dài được. Tại đó là hàng chiffon nha chị nha. Áo dài được. Rồi xem xanh lá rồi chờ em một xíu nha. Đây ạ. Rồi mã này là mã tôn màu da mà cô Quang Dung hỏi nè. Cái này là 1 ký 150 á. 1 ký 150 tính ra 2 mét thì như 2 mét bao nhiêu nhờ? Trong này có hút 2 mét sẵn. Rồi cái này con cân cắt mét sẵn rồi nè. 1 ký 150 nha. Cái phần nó đang bị chênh một xíu cho con sửa lại đó nào. Rồi 2 mét này là 44.000 á mấy cô, 2 mét này là 44.000 á. Rồi cô Quang Dung lấy cái này mấy mét vậy cô? Rồi chị Minh Minh 1 mét tôn hoàng gia nè. Cô Quang Dung lấy cái màu da lên cái tôn giùm em là lên giùm em là tôn lanh màu da kèm mét nha. Màu da kèm mét thôi mất giờ mất công em cắt lộn á. Rồi 1 mét cho chị Minh Minh nè, 1 ký 160 nè. 2 mét chị Quý Ngọc Châu chọn là 2 mét loại nào vậy chị? Em sợ em cắt lộn á. Chị lấy 2 mét mã nào nè? 2 mét đen hồng phía sau chưa cắt, chưa nha chị nha. Đen hồng là mã này nha. Rồi đen hồng này 2m35 là chi phong nè. Rồi 2 mét tôn hai da chị Trần Nhung nè, chị Trần Dung nè. Minh cái này hả? Ừ. Ủa Minh Minh ơi, chị comment bị trùng rồi chị ơi. Chị comment 2 lần là thành ra cái tôn hai da em cắt cho chị 2 lần 2 khúc 1 mét luôn á. Lần sau chị comment đừng có comment trùng giùm em nha. Nó sợ kia đấy, ở đến kia chứ còn 100 nó sậu mới ngang kia, xẹ cái tém nó ra. Rồi cái này là tôn đó. Cái này cắt em lại em để riêng nó cho chị nha. Để riêng nó để bầu ở trong kia. Rồi 2 mét tôn hai da chị Trần Dung nè. À tôn hai da là cái này không phải là tôn hai da nha, tôn màu da. Tôn da đúng rồi, tôn da. Tôn màu da màu nút đó. Cái này không phải tôn hai da đâu, cái này 1 ký là tới 7-8 mét rồi nha. Bi rêu lụa. Đây bi rêu là không biết là lụa gì, giống như lụa Nhật đó chị, mình hàng mềm nhưng mà như không giãn. Thì chị nói đó để riêng con kia đó. Đừng có nói nữa. Rồi 4 mét cho cô Quang Dung nè, cái này ký 150, ký ghi giùm chị ký 150 thôi mày bằng luôn dạ. Cái này. Ừ. Nó để có trúng ký mà để trúng ra. Nó cái máy gõ một chục đó. Rồi tôn màu da giùm chị nha, 1 mét nè, 2. 3 nè. Rồi 4 mét tôn da nè. 150 một ký. Rồi tôn da 10 mét cho chị Thi nè. Đứng mà bỏ cho nó sạch ở giữa thôi nó vắt quá. Rồi 10 mét cho chị Thi. À tôn hai da hả chị? Cái này không phải tôn hai da, cái này tôn màu da nha. Tôn hai da là cái mẫu kia. Mẫu hoàng da đó. Thì chị Thi không lấy cái này đúng không? Cái này là tôn da nha. Tôn màu da là màu nu á. Cái đó không phải tôn hai da đâu chị ơi. Chị Thi lấy tôn hai da là lấy cái này đúng không chị? Cái này là tôn hai da nè. Tôn hai da là mẫu này mới đúng nè. Bộ mẹ chị cắt luôn á. Có cái nào mấy mét? À tôn da ok có. Này 4 mét này. Của ai? À, tôn hai da. Không phải. Đúng không? Của chị Trân Dũng phải tôn hai da đâu, tôn da mà. Rồi 150 một ký. Là cái này không? Rồi lát để em cắt nha chị nha, em lỡ khiên vô trong rồi. Đã cắt đâu? Chị bấm cái đấy. Chị nhảy đi cắt bộ mẹ thôi.
Đó tôn màu da nha. Dạ đúng rồi. Rồi còn mã này là mã hoàng gia nè. Tôn này là tôn hai da. Rồi ký 160 nha, cái này là riêng, cái này là ký 160 tôn hai da. Thì cái này một ký khoảng 5 mét thôi. Ký khoảng 5 mét. Màu rất là sang luôn, mấy cô lên đầm cũng được nha. Rồi màu này cô nào lấy thì comment giùm con nha. Mã này mã hoàng gia giúp con, tại con thấy cái đó rất là xinh. Rồi. Rồi để em dẹp mấy cái dưới chân rồi em qua mẫu nè. Có chị nào cắt nhí nữa không mấy chị? Nhí nâu có chị nào cắt nữa không? Rồi em qua mẫu nè. Nhí nâu. Rồi hoàng gia cắt cho chị Minh Thu 1m8 ha. Rồi ký 160. Rồi hoa nâu nè, hoa nâu đẹp, còn cô nào cắt nữa không con qua mẫu luôn nè, hoa nâu đẹp nha. Nâu đẹp còn cô nào lấy thì lên giùm con mã này nâu đẹp. Rồi lên giùm em mã này nhí vàng mấy chị nha, nhí vàng trắng. Chi phong 2m35, 10m160. Rồi còn cô nào lấy thì lên giùm con mã này là nhí vàng trắng rồi con qua mẫu. Rồi lên giùm con mã này là nhí đỏ ha, nhí đỏ trắng. Dạ em nghỉ 2-3 ngày rồi đó, phải cũng phải 4-5 ngày từ ngày thứ 6 tuần trước tới bây giờ luôn. Rồi mã này lên giùm em mã nhí trắng, nhí đỏ trắng nha mấy chị nha. 2m35 chi phong, hàng có giãn, mã áo dài được luôn nha mấy chị nha. Rồi nhiều mã lắm. Rồi tiếp theo lên giùm em mã này là xanh đậu nè. Xanh đậu ha, mã này mã xanh đậu cúc trắng nè. Xanh đậu kèm mét. Rồi chị nào lấy xanh đậu thì comment giùm em nha. 2m cũng 35 ngàn luôn, siêu rẻ luôn. Rồi em lại bắt đầu lên mới phía sau nữa nè, tiếp tục. Lên cái nào ta? À, bi đúng không ạ? À? Rồi bi này là hàng lụa nha mấy chị nha. Rồi xe cho mấy chị 2m45. Bi. Bi này 2m45. Sơ đồ lên màu đen không có ạ. Rồi lên giùm em mã này là bi là lụa nè. Này là lụa nha mấy chị nha, mình hàng nó rất là đẹp mềm. Này có giãn nhẹ thôi mấy chị, giãn nhẹ thôi nha. Rồi mã này là lên giùm em mã bi rêu mấy chị ơi. Bi rêu lụa nha mấy chị, cái này là lụa nè. Có giãn nhẹ nha, 2m45k hàng xả luôn mấy chị ơi, xe cho hết hàng. Rồi 2m xanh đậu cho gái Võ Thị không cắt được. Cho em xin số điện thoại mới cắt comment giùm em nè. Chị nào lấy thì comment giùm em mã này nha. Bi rêu lụa nha mấy chị nha, 2m là 45. Lấy cho chị hoa cúc màu xanh đằng sau 2m rồi lên đơn cho chị nha, tất cả 4 món. Rồi hoa xanh này thì lên giùm em là cúc xanh kèm mét giùm em mấy chị. Cúc xanh kèm mét nha. Cúc xanh kèm mét. Mấy chị ơi có thể là Facebook đang đá em ra khỏi livestream. Rồi 2m này là 35k. Lên giùm em mã này là cúc xanh mấy chị nha, cúc xanh. Rồi bi rêu này là 2m45.000 nè. 2m45.000 em không có tôn nhung. Rồi 2m bi rêu cho Trần Nhung 45, 2m bi rêu cho Ngọc Châu Lê. Mã này mấy chị về may áo dài cũng được, hoặc là mình may đồ bộ, may áo đầm, may sơ mi đều được nha. Mình hàng này thì không cần lót nha. Chi phong thì lót, còn mình hàng lụa này không cần lót. 2m45. Cái này là 2m45 này, lụa này mấy chị nè, có giãn nhẹ nha. Bi rêu. Lấy giùm em bi rêu 2m45 mấy chị. Rồi chị Diệp Trương như có xả hàng bên em rồi sao nè? Mình có mua hàng, có giao hàng rồi nhưng mà có bị xả hàng lần nào hay sao á? Rồi chị gái Võ Thị chưa có số điện thoại không cắt được luôn nha, hai đơn rồi. Đơn hồi nãy cũng không có số điện thoại không cắt được, em có nhắc rồi đó. Rồi cúc xanh 2m cho chị Yên Hồng. Ủa Yên Hồng, chị cúc xanh 2m nhưng cắt chưa ta? À chưa cắt. Rồi cúc xanh này là chi phong nè, 2m35.000 nha. Rêu tươi hả? Đúng rồi, cái này rêu tươi 35. Ừ. Rồi cúc xanh 2m cho chị Trần Nga nè. 2m cúc xanh cho Trần Nga. Cúc xanh này xinh lắm chị, về may bộ đồ mẹ và bé, đồ đi biển này rất là xinh luôn á. Rồi cái mặt phải của nó nè, tại vì em đang kéo cây vải nên em phải kéo cái mặt trái lên á.
Rồi 2 mét cho Trần Nga nè. Chị Kim Ninh. Rồi lụa bi là rêu tươi nha mấy chị nha. Lụa bi là rêu tươi. Rồi 2 mét cho Kim Ninh cũng là 35 luôn. Rồi gái Võ Thị lên số điện thoại rồi cắt 2 mét bi rêu 45k nè. Rồi gái Võ Thị mua cho em khoảng 6 mét vải đủ đơn em lên luôn nha chị nha. Vì like này like cuối rồi mấy chị ráng mua cho em đủ đơn để ngày mai em đi đơn luôn mấy chị. Mai nhân viên em xếp và em tập trung chốt đơn ngày sao chứ giờ cứ dồn lại để nhân viên chốt đơn chốt không hết á. Cứ dồn tối dồn lui em đuối luôn. Số điện thoại mã sau có. Rồi 2 mét cho chị gái Võ Thị có comment thêm một đơn nữa. 2 mét xanh đậu cho gái Võ Thị 35.000. Rồi mã này là xanh đậu nha, cũng là hoa cúc luôn nha mấy chị nha. Rồi, đằng sau là đậu, đậu như vậy nè. Rồi 2 mét cho gái Võ Thị là 35. Chi phong 2 mét 35 là quá rẻ mấy chị. Lắc đầu nữa chứ. Này. Này. Rồi 2-3 mét bi rêu cho chị 5. Phương Nhi Tôn 3 mét cho chị Phương Nhi Tôn nè. Là 45 cộng với 22, 23 là bao nhiêu? 45 cộng với 23 là 68 ha. 68 ngàn cho chị Phương Nhi Tôn 1 2 3 68. Đứng cắt dữ quá cái cổ nó bị méo luôn mà. 2 mét cho chị Đinh Chi Thư màu đen hồng. Đen hồng để lát em cắt nha. Rồi 2 mét màu xanh đậu cho chị Phương Vũ 35 nè. Phải mấy cây nè, mấy cây ở trên nó to quá, em bưng lên bưng xuống em muốn gãy cái lăn luôn. Nên em gom lại để em cắt luôn. Rồi còn mấy cái này là đang nằm ở dưới mà cái cây nó còn bé nên em cắt trước nha mấy chị nha. Vâng. Trời chắc tao gọt miệng rồi quá hàng ơi. Ui chi. Nhìn đi. Em nè. Cái gì vậy? Chắc tay nè, nhanh lên. Dần dần quá. Nè, ổn trùng. Cái quạng bụng thải nó trùng nực nực dần á sao? 2 mét cúc xanh cho chị Nguyễn Đào nè. Cái đó chứ gia vị là nước chấm ở đó nó có nước dởn hay sao? Rồi 2 mét cho chị Nguyễn Đào 35 nè. Màu xanh này quá xinh luôn. Nói mọi tẩy vào hôm nay trời ba lái. Tôi thấy ba sữa nghe tôi vừa bứng nè. Vừa kẹo vài nè. 10 mét cho chị Thi Nguyễn nè. 5 cái sột đó lấy bao sướng. Máy tạm lưỡi làm nha chúng mình nhí á. Để xẹp vài chia mà còn 20 chỗ. 10 mét cho chị Thi 160 ạ. Chị kia đâu? Chị cái Thi chia mà quá lam ấy không kịp. Không biết ơi, không biết xếp. Em không biết xếp. Được, okay. Em không biết xếp nhưng em biết phân. Cho chị Nhi xếp cho em phân nha. Chị em không biết. Em không biết xếp. Em thử làm. Cái gì em không biết làm là em nói không biết làm. Mình sẽ dạy cho bạn làm. Mấy đồng này có lót à. Bông nền đen kế vải xanh là gì em ơi? Của chị dạy xong. Bông nền đen kế vải xanh. Của chị không tìm ra. Chị dạy xong rồi em về. Dạy 2 mét xanh đậu cho Phương Vũ em mới cắt rồi. Học thuộc rồi em về. Em xếp cái gì? Rồi 2 mét xanh đậu cho chị Phương Di Tôn. Chị nhiều thiệt. Chị Thùy Dương ơi, mình có đi đơn hàng rồi mà sao ở đây em thấy có bị xả hơn ta? Rồi chờ em vào xem xíu nào. Rồi 2 mét cho chị Phương Di Tôn này 35k màu xanh đậu nè. Rồi bên em ship ở Hồ Chí Minh là 25, ship ở tỉnh là 35 nha mấy chị nha. Phí này là bên shipper lấy cho em không có lấy phần nào, thậm chí em còn bù ship trên 1 ký nữa nên mấy chị thông cảm giùm em nha. Không có trả giá phí ship.
cái chẹp ở đâu. Má ơi má à. Rồi chị tì, chị Thùy Dương 10 mét xanh đậu nè. Vâng. Nó xanh đậu này còn một chút xíu rồi mấy chị ơi. Chị nào mình mua sau là không có đủ nha mấy chị nha, tại em thấy nó còn ít lắm. Rồi rêu bi cắt cho Trần Tuyết Nhung rồi á chị nha. Rồi về inbox, về kiểm tra inbox giùm em. Nếu inbox có rồi là cắt rồi á. 10 mét xanh đậu, đọc lại coi. 10 mét xanh đậu cho chị thì vô với 10 mét xanh cúc là tổng 20 mét đúng không nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mét xanh đậu 160. Rebi em cắt rồi chị Tuyết Nhung nha. Còn nhiều lắm chị nha. Đây em còn nguyên chừng này chứ phải 30 mét nữa mới hết. Rồi 10 mét xanh cúc cho chị Thùy Dương nè. Rồi chưa thấy nhắn tin hả chị? Rồi chị Trần Tuyết Nhung mà chưa thấy nhắn tin là chưa cắt, để em cắt cho. Rồi 10 mét này cho chị Thùy Dương nữa nè. Rồi xanh cúc này cũng còn ít thôi, chị nào lấy thì comment giùm em nè. 1 mét. Máu đẹp lắm nha mấy chị nha. Màu nó như vậy nè. 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, 6 mét. Về đứt áo giận luôn đéo vào. 7 mét. Oh my god. 8 mét. 9 mét. Rồi 10 mét cho chị Thùy Dương nè. Đây áo đi gọi mấy anh trai về nhà. Nghe quá rồi nha. Lại hơi quá rồi nha. Quá nha. Rồi 2 mét cho chị Trần Tuyết Nhung màu chấm bi xanh. Bi xanh đen là 2 mét là 45.000 nè. Tại chị đấy. Dạ mà chị không nói gì là đi thẳng nó không sao đâu. Chị nói cái gì? Chị nói cái gì xong nó không đi thẳng nên nó đi ngang xong nó đi tuột vào. Cái này lụa này đẹp lắm nha mấy chị nhá. Lụa này đẹp lắm nè. Cái này như cái cây màu cam, chắc cái này giống hay sao á. Vâng. Lấy xuống làm đi cắt. Búa rồi hả? Đi đi. Trừ giờ ra nha. Coi chừng, coi chừng. Im. Rồi Loan Hồng phía sau mấy áo dài được nha mấy chị nha. Loan Hồng phía sau. Rồi em mới cắt cho chị Trần Tuyết Nhung kiểm tra xem giùm em có không. À đèn nhà em thiếu ánh sáng. Thực ra là nó cũng còn thêm đèn nữa, em không có dám bật nữa, em sợ nó bị chói quá, em không dám bật. Rồi bi reo 2 mét cho cô Phúc Lê, cái này là lụa nha mấy cô nha. Lụa này có giãn nè. 2 mét sale còn 45.000. Với lại cái view của chỗ em nó bị chứa hàng nhiều quá, không có cái view đẹp giống mấy cái nhà khác. Mấy nhà vải khác thì view đẹp hơn. Rồi lụa chấm bi xanh này là 2m45 nè. Rồi cô Kim Cúc Trương có lấy thì comment giùm con nha. Rồi Đào Thiên Anh 5m nè. Rồi 90 cộng 23 là 113k nè. Rồi cô nào bị ẩn comment thì lên tiếng giùm con nha. Vải này may đầm được nha chị Thùy Dương ơi. May đầm được. 3 mét cúc xanh cho chị Minh Châu Phan. Rồi 3 mét 53.000. Chi Phong này em bán 2 mét 35, 10 mét 160. Chị nào mua lẻ mét thì có 1 mét là 18 hả? Rồi 2 mét cho chị Minh Châu Phan 53. Yên tâm mà em có cắt dư nha. Các bạn hãy đăng kí cho kênh.
tắm trong nhà tắm đi. Nhưng mà sợ ma quá. Này bi là vải lụa đó cô ơi. 2 mét bi lụa cho cô thủy triều nè. 2 mét bi lụa này là có giả nha, 45k 2 mét nè. Dạ. Màu xanh rêu, rêu này rêu tươi nha mấy cô. Rêu này tươi. Rồi 5 mét cho cô kim cúc trương nè, 113. Dạ. Vâng ạ. Ôi chị nhìn cái gì kìa. Chị làm lên thế này đi. Giờ vợ chị làm. Ôi em không biết gì hết. Có lông nách đâu mà sợ. Cứ làm lên đi. Đau quá. Rồi chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn 2 mét loan. À chị Phương Nguyễn sorry không phải. Rồi chờ em một xíu em lên loan nha. Dạ. 2 mét bi lụa xanh cho chị Lợi Nguyễn Thị 45 ngàn nè. Vâng. Ừ. Ừ chị. Thế này phải dùng luôn. Cái này là cái gì đây? Chung rồi người ta cũng phát lên được. Địa, được địa chỉ cũ nha cưng. Có phải gì màu xám lượt may ga không? Màu hồng lượt được không chị? Hồng lọt hoa nâu được không? Màu xanh này này. Nhí tím là mã nào ta? Rồi nhí tím còn ha chị ha. Để em lên like lại cho. 2 mét cúc xanh cho chị Trương Thị Huệ nè. 35.000. Mã này đẹp nên nhiều chị lấy nè. Gần hết rồi đó. Đừng có nói nữa, nó kỳ lắm á. Lên cái like lại chị mở to to cho em nghe nè. Nhái lại kỳ lắm. 2 mét cho chị Ngọc Huệ nè. Rồi chị thì thủy triều cắt cho chị là 5 mét 2 mét bi rồi nha. Cô Kim Cúc Trương con cắt cho cô 5 mét bi rồi. 2 mét bi xanh cho chị Ngọc Huệ nè. 2 mét bi xanh cho chị Ngọc Huệ 45 ngàn. Rồi mấy cô comment lần 2 cho chị nhắc lại giùm con nha. Cô nhận hàng lúc trưa bắt cô cam kết không mua vải nữa. Trời ơi, em thương quá hả. Con không bỏ gì luôn. Con không có ém chú gì luôn. Cây vải xanh đen đằng sau không bán. Dạ có. Cây vải đằng sau chứ xanh đen. Xanh đen là đúng không chị? Trời. Ủa xanh đen là cây này đúng không? Hay là cái cây này? Cây này là tắp ta lụa nha. Tắp ta lụa chị hỏi cây nào? Cây này đúng không? Cây này là tắp ta lụa. Một ký là 170 nè. Còn cây này là cây van chim phong nè. Cái này là cây chim phong là cây xanh lá này. Hai cây này cùng kiểu. Một cái mét là 35 ngàn. Và cái cây này bự quá. Chờ em xíu nè em cắt nha. Rồi xám chân là không có này. Rồi giờ em từ từ. Hồi nãy là bị vướng cái gì ta. Rồi đen hồng. Rồi em lên hai cây này nha mấy chị nha. Tại cái này em lên 2-3 lần rồi á. Nên là chờ em một xíu mới like lại được. Đụng gì? Đụng là nó rụng như sung vậy đó. Nên chờ em một xíu. Kiểu không được kìa. Rồi mã này là lên giùm em đen hồng nè mấy chị này. Lên giùm em mã hồng kèm mét nè ha. Hồng kèm mét cũng là chi phong có dạng luôn. 2 mét là 35k. Này cũng là 2 mét 35k nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nè. Rồi 2 mét là cho Đinh Chi Thư. Giờ em mới cắt nè. Đó mấy chị thông cảm giùm em. Cái cây nó đụng nó rụng như vậy đó. Rồi Quý Ngọc Châu 2 mét phía sau 35k luôn nè. Rồi chị kiểm tra tin nhắn giùm em nha. Kiểm tra tin nhắn giùm em. Tin nhắn về là cắt rồi. Tránh trường hợp cắt trùng tội em nha chị. Rồi 2 mét cho Quý Ngọc Châu nè. 2 mét xanh cúc thêm cho chị Phạm Châu nè. 2 mét xanh cúc. Rồi cho chị Phạm Châu này 2 mét là lên 35 ngàn cho chị Phạm Châu nha. Đây 35 cho chị Phạm Châu. Minh Châu Phạm cắt chưa? Chưa đúng không? Rồi 35k 2 mét chi phong cho chị Phạm Châu nè. Chị lên đi. 2 mét cho chị Minh Châu Phạm đen hồng. Là 35k chi phong luôn. Ăn no và vót thử quá. Dạ chị đấy. Lại buồn đi cô ra. 1 mét. Rồi 2 mét đen hồng. Vì nói mà cô cho ăn thì bị nói.
Rồi, kéo vải nó giờ đau lưng luôn á, bà ngồi đó mà chọc cứ cười không à. Được. Xanh đen chị nói lụa gì, nhìn giống lụa Latin, không phải Latin. Tắp ta lụa nha chị nha, tắp ta lụa không giả. Dạ. À, em có cái cây này luôn nhưng mà không phải tắp ta lụa. Tắp ta thôi chứ không phải tắp ta lụa. Thì mình hàng nó dày hơn, 1kg khoảng cỡ 3m. Còn cái này là 1kg 7m nè. Nó một ký 170 nó giãn nha, có giãn nè, tắp ta lụa nha. Mình hàng này rất là đẹp luôn, nó không phải Latin nha. Nó là tắp ta lụa mấy chị, mỏng hơn. 1kg cũng khoảng cỡ như cái này, 1kg cũng khoảng cỡ 5-6m gì đó. Em chưa có cân, lần trước em bán rồi mà em quên mất rồi. Cái này 1kg 170 nhưng mà mình hàng nó rất là xịn luôn mấy chị. Mình hàng nó rất xịn nha. 1kg 170 có giãn ha, xanh đen. Dạ. Rồi Trần Thúy Hoa, chị kiểm tra xem thử tin nhắn của mình là có 2 mét cúc cho này chị nè. Chị vào inbox chị xem thử giùm em, tại vì em đang live sợ không có vào inbox được á. Rồi giờ còn chị nào lấy cúc đồ nữa không, rồi em qua mẫu nè. Màu xanh với là màu xanh với màu hồng hồi nãy chị nào hỏi nè mấy chị nè. Đây là màu xanh màu hồng nè. Lên áo dài mấy chị nha, siêu độc lạ luôn. Rồi màu xanh lơ, xanh bơ nè mấy chị nè, xanh bơ nè. Đó. 2 mét chỉ có 35.000 hà, siêu đẹp. Cái này mấy chị may quần ống suông mấy chị nha. May quần giả váy cũng rất là độc lạ luôn, hàng độc không à. Chị Trần Thúy Hoa hỏi em đúng không? Em không có thấy tin nhắn gửi về cho mình nè. Không có biết là mình bị chặn tin nhắn hay sao, em mới tạo đơn mà không gửi tin nhắn về cho mình đó chị. Rồi con chị nào lấy nó thì comment giúp em nha. Rồi tắp ta lụa 1kg 170, chị nào lấy thì comment giúp em tắp ta lụa nha. Rồi có cái này còn cây nên có gì cứ nhắn em. Đi đâu á? Có đi mua hả? Bye. Hôm qua không chịu được. Đâu không? Đi. Rơi rồi. Rồi cúc xanh còn chị nào lấy nữa không nè? Cúc xanh. Rồi cúc xanh không chị nào lấy em qua mẫu nha mấy chị nha. Cúc xanh này em còn cây nhỏ thôi, qua mẫu nè. Rồi cúc bi rêu. Cúc bi này có chị nào lấy nữa không mấy chị nè? Cúc bi này còn chị nào lấy không? Lụa có giãn nha, mình hàng nó rất là đẹp luôn, lên bộ, lên đầm, lên áo sơ mi đều được. Rồi 2 mét cho chị bé 3 nè. 2 mét cho chị bé 3. Đóng tay luôn á. Rồi hồng này là 35 nè. Đen hồng 2 mét chị bé 3 35. Không phải cười người khác nè, xem một vòng luôn á, xem một vòng. Vâng. Một vòng trời đất. Thằng ngồi đây, Ngọc ngồi đây. Không có đâu. Rồi chị cái nào nữa ta? Cái rồi đang nhí tím liền. Tơ lụa màu xanh đen 4 mét là chị bé 2 Lê Thi. Rồi em lên ghim chị là 170k một ký nè. À ôi cái này nặng quá. Mẹ ơi. Ôi. La làm gì? Cho em xíu nha, cái này nặng lắm. Không có thế mấy chị ơi, tại vì ở dưới nó bị cứng quá rồi. Vâng. Ơ. Lờ chân. Ái múa mà nở lông múa mà đã hắn. Còn 10 phút nữa là gì? Khóa cửa lại. Chị kim hả? Kẻ ô nền trắng là vải gì? Nghe. Kẻ ô nền trắng là chỗ một nào ta? Nè. Không có thấy đúng không? Cái này đúng không chị? Cái này đúng không chị? Này là linen nha chị nha. Rồi 4m 170 nè. Tất ta lụa nha mấy chị, siêu đẹp luôn. Một cây duy nhất có giãn. Rồi của chị cái này có 75.000 thôi nè. Nè. Cái này linen nó chị cắt bao nhiêu mét ạ? À? Nè. Đen hồng 2 mét cho Hà Nguyễn Thị nè. Rồi em cắt cái này xong rồi cho nó gọn gọn cái này rồi em lên cái cây nhí tím nha mấy chị nhé. Rồi xin ngọc ai đây? Cái này nó là 50k 1 mét ạ. À. Xin ngọc. Lên lại đi, không rảnh này coi. Nè, không rảnh này coi. Không.
đang TikTok của ba đây, tôi gọi nhiều bạn là thanh họa lắm đó. Đây đây TikTok này có sự ba bây giờ đó. Đây nhìn này không ảnh. Ủa tao đi rồi kìa. Mọi đâu rồi chị môi. Đúng gì đùa nhiều quá. Với hai mẹ cho chị ha Nguyễn Thị nè 35. Hai Messenger chị vào inbox coi giùm em được không chị? Rồi giờ em tạo đơn cứ tạo như vậy nha, ngày mai có gì mà khi mà chốt đơn nếu mà không có thì em cắt thêm cho. Đây nè. Đẹp á. Rồi lên giùm em cái kẻ đó là linen nha, chị nào lấy thì comment giùm em số mét nha, cái này nè linen. Rồi nhí tím nè. Cái cây nằm hơi nằm ở dưới nha. Rồi nhí tím. Em có cái mã này là nhí vàng nhí xanh luôn mà chứ. Lên cái gì mang giùm đi. Không. Đó kia. Nè. Lăn cái nó qua đây lại đi, nhanh lên để mà cắt cái nợ xong rồi nhí. Cắt. Rồi lên, nhí tím kèm mép. Về đúng không? Mở chỉnh cho hai 10 giờ về. Thì 10 giờ về mai tạm rồi lại. Quên lúc sẵn. Đang lên làm. Rồi nhí tím là mã này mấy chị nha, có giãn chi phong có giãn này, 2 mét nhí tím cho hoàng liễu 35. Bây giờ đồ. Tội cho mọi người sao rỗng mà mang. Cái gì? Sa rong. Là cái gì? Khi tầm vai á quận là giọng sa rong á. Ồ không. Ở ngoài chùa em người ta đâu còn mang quân đâu. À nổi. Người ta mang sa rong chứ mà. Này người bán mang quân đây. Chị mang quân ngoài vậy đâu mà quân chồng. Nói tâm bày tâm bà nữa đó. Hơi bình rồi đó. Nè, ba để ý tôi tình bấm tôi lái đi. Ba phù tôi lái hay là ba phạ tôi vậy? Ba con hớt mày thành bóng hát hả? Rồi chị nhí Minh Thu 2 mét nhí tím nè. Tôi khổ với nhân viên của tôi quá à. Ủa chị bảo là người bác không mặc quần mặc váy đi, không mặc quần trọng. Nè để yên cho tôi like nha, có mấy cô đang coi like toàn người lớn không nè, nó mình giỡn bậy bạ. Có mấy cô giỡn các cô mẹ mua. Cô nói cái này shop này ghê quá. Ngày mai cô báo công an kinh tế tới gom đầu luôn chứ không? Không thì không thì không. Rồi 2 mét cho chị Minh Thư. Lớn tâm con không. 2 mét cho chị thì bé bà. 3 mét cho chị Đinh Chi Thư. Con đi học ngành mà con lại về bằng. Thì ai hỏi thì nói là dạ con đi học đại học. Học ngành gì? Dạ học ngân hàng. Về bán gì? Dạ bán vải. Có sao? Bình thường. Ngày xưa sao con đi học ngân hàng? Dạ để con đi làm ngân hàng mang đồ đẹp. Không phải đi làm nông giống ba mẹ mang đồ cực khổ. Vậy con bán vải con mang đồ gì? Con mang đồ đẹp. Bình thường. Nốt cây này nha. Nè 2 mét. Sắp được về với mẹ. Linh Chi Thư 3 mét nè. Con bé này giỡn hoài, có ngày té dập mặt đó. Đỏ thấy chưa? 3 mét bằng 53. Rồi giờ nó quấn cái vải sao chị cắt được nè. Con bé này giỡn ngay ghê luôn. Ai gọi kìa? Ai gì mà ai? Lo mà làm đi. Đó, ngã tiếp. Rồi Linh Chi Thư 3 mét nhí tím nè. Giỡn hoài. Mai nói một tiên khỏi tính luôn này. Có giáo không? Rồi 3 mét nè. Cái đây hả? Ừ. Cắt chưa? Chưa. Cắt rồi. Trời ơi, chắc tôi đập mấy quả hăng ơi. Đây con chị... quả trời biếu này, có chung bị sọt bây giờ đó. Ai mà chị là người bác chị mà con... Rồi 5 mét cho cô Thùy Dương. Không cười nữa nè. Rồi 5 mét này 88k nè. In 5 mét 88, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa, từ từ. Không được cười. Không phải, con cắt 5 mét và tôi cắt thành 6 mét luôn. Kì, không quan tâm. Tôi quánh nữa hả ơi. Chưa chưa. Mọi người ta 1, không cười mà. 2, 3, 4, 5. Rồi 5m 88 nè. 1 mét vải xanh đen cho chị Thảo Ly. À, đau quá. À. Rồi 1 ký 170.
Cái này tính ra chắc khoảng 20 ngàn. Này tắt ta lụa nha. Rồi 170k một ký nè. Rồi 3 mét nhí tím cho chị lo thì ơi nè. Nhí tím này, cái cây này còn chút xíu thôi nha mấy cô nha. Còn cái cây nhí xanh nữa mà chắc cây nhí xanh hết rồi. Nên giờ nhìn hoài không thấy luôn. 3m53 đúng không? 3m53. Rồi 3 mét cho chị, họ lo thì ơi nè. Nhí phía sau bên phải em. Rồi chờ em một xíu nha, giờ em không nhìn thấy cái cây nhí nào phía sau nữa luôn. Nhí tím nếu chị chưa có thì cắt cho chị 2 mét. Rồi chị Phương Nguyễn ơi, cái này nếu mà chị hỏi đang phân vân thì kiểm tra trên Messenger giùm em, nếu ngày mai chốt đơn không có thì em mới cắt nha chị nha, sợ cắt trùng lắm. Rồi Thúy Nguyễn 2 mét nhí tím 35 nè. Em quá tim luôn mày ghế chứ. 2 mét 35 nè. Em ơi, bữa hôm nay chị Hằng bê bắt luôn, mờ cực quá tim chị Hằng bữa nay không ta. Thiệt á. Hằng bê, Hằng bê. Rồi 3 mét cho chị Minh Châu Phạm nè. 3 mét 53 nghìn này gần hết rồi mấy chị ơi. Cuối cây sổ hơi khó một chút nha mấy cô mấy chị nha. Nếu mà không còn nó khóc thì tại chị ha. Hả? Nếu ta được tìm mà không có thì khóc thì tại chị ha. Rồi ngày nào chị Hằng cũng làm TikTok gửi cho em. Rồi 3m53 nghìn. Hai mét cho chị Xuân Định nè. Hai phù chị sổ đi. Tại vì hàng bị quẹo lại không có sổ được. Nó gân hệt thôi á. Nó chạy hang á. Nó chạy hang là bị quẹo lại. Rồi chị nào nha, chị nào về mấy áo dài nè mấy chị nè, hàng này rất là ok luôn. Rất là ok luôn. Rồi 2 mét Xuân Định Chi Phong. Rồi chị Thanh Nguyễn không có số không cắt được nha chị nha, lên số giùm em thì mới cắt nha. Vải may áo của con. Dạ vải này may áo có cần lót không? Dạ không nha cô. Rồi Loan Ngoan Nguyễn Thị 2 mét. Chị Loan Nguyễn Thị, Ngoan Nguyễn Thị ơi, ráng mua cho em được 6 mét để em cắt em đi đâu luôn nha. Tại like cuối rồi, ngày mai em ngưng like chốt đơn rồi. Vảo em bận hết rồi nha chị. Cùng y chang họa tiết như vậy không còn nữa. Hết lần lâu lắm luôn rồi. Rồi Xuân Định 2 mét có rồi, cắt 1m3 tím con không cắt cô ơi. Con xin lỗi cô nhiều nhưng mà con đang xả lỗ 2m35 không cắt lẻ. Rồi thông cảm giùm con nha cô nha. Rồi 2 mét nhí tím cho cô Hồng Võ nè. Thôi kẹo phải không thấy gì đâu luôn á. Rồi Thanh Nguyễn lên số điện thoại rồi. 4 mét nhí tím cho Thanh Nguyễn rồi xả giùm chị đi. Cầm giùm chị một đấu. Tôi xả cái này nữa thì vừa bấm xả hết luôn. Cái này còn có mấy mét thôi mấy chị ơi. Mấy chục cái lắm. Đây coi. Đây mấy cá. Rồi chị Thanh Nguyễn đang mua cho em thêm 2 mét gì nữa để em đi đơn nha chị nhé. Được 6 mét thì em mới đi đơn được. Rồi 2 mét là 70 nè. Xuân Định 2 mét em cắt rồi. Rồi Yến Vũ 2 mét. Rồi mấy chị ơi chờ em lên từ từ đây. Rồi cái này còn 2 mét vừa đủ khúc cuối cho chị Yến Vũ hết luôn mấy chị ơi. Rồi nhí tím hết rồi nha mấy chị nha. Nhí tím hết sạch luôn rồi. Rồi lên giùm em nhí vàng mấy chị ơi. Nhí vàng nè. Cây này mới tôi cùng họa tiết với nhí tím nhưng mà bông chủ đạo của nó là màu vàng. Rồi em còn cây nhí đỏ nhí xanh nữa mà giờ không biết nằm chỗ nào hết. Lên từ từ nha mấy chị, xem like để chọn từ từ mẫu nha mấy chị nha. Rồi mấy chị mà gửi inbox qua Messenger mà em chưa kịp cắt mà like hết rồi thì em cắt màu khác nha mấy chị. Bây giờ là em khi mấy chị gửi là em không thể nào mà cắt được, bởi vì hàng nó đè lên nhau như vậy nè. Rồi thông cảm giùm em nha. Chiều giờ là cũng hết khoảng nhiều cây rồi đó, mà mỗi màu có một cây thôi.
Rồi lấy giùm chị nào lấy mã này thì lấy giùm em nhí vàng đi mấy chị ơi, nhí vàng. Rồi để cắt dễ thì em dẹp cái cây này qua một bên nữa nè. Rồi bi xanh rêu còn chị nào cắt không 2m45k để em qua mã. À cái này không phải là bi hình thú á chị, cái này là tôn nha, tôn. Rồi mã này là lụa bi nè, lụa bi màu rêu. 2m45 còn chị nào cắt nữa không em qua mẫu này nha. Rồi còn cây này màu xanh. Rồi chị Trịnh Dung 2 mét nè. Cái này cũng là chi phong mà được rồi, 2 mét thôi. 2 mét màu, cái này xanh bơ nha mấy chị nha. Em có hai màu là xanh bơ với lại là màu hồng. Rồi có một mẫu như vậy là 2 mét là 35. Chi phong màu xanh, cô nào lấy màu xanh thì lấy giùm em màu xanh nè. Màu xanh bơ nha mấy chị. Rồi 2 mét xanh bơ cho chị Trịnh Dung nè. Để nó bùi lớp. Rồi màu xanh bơ này không có chị nào lấy đây, em qua mẫu đây luôn nha mấy chị nha. Rồi xanh bơ 2m35 cho Thảo Hồ. Rồi chị nào lấy lên thôi để em qua mẫu nè. 2 mét xanh bơ cho Thảo Hồ về mấy áo dài. Áo dài 2m35 nha, siêu rẻ. Rồi 2m35. Rồi 2m nhí hồng. Rồi nhí hồng này con chị đang lấy thì lấy giùm em nè. Em phải dẹp phía dưới xong rồi em mới cắt, bắt đầu cắt được. Rồi mã này chị đang lấy thì comment giùm em ha. Rồi hồng kèm mét nè. Hồng kèm mét. Hát gì? Ơi rồi hồng hà ba chị Hải Hà 3m hồng nè. Rồi chị Xuân Định em ướm cái màu xanh chờ em một xíu nha, tại vì giờ một bữa tối em ôm nhiều cây vải quá, giờ em hơi bị đau rồi. Giờ sợ không còn sức để bưng lại cái cây màu xanh nữa. 3m này 53. Rồi em mới thấy chị Bảo nha, mới thấy luôn. Dạ chị Thịnh Thị Mỹ Lệ ơi, giờ em bán, em đang sale lỗ rồi á, giờ mà em cắt 1m3. Qua đi. Em khó cắt lắm á. Chị Hải Hà 2-3m. Rồi. Cây đó là quài hai kia ba mét. Đâu phải, cây đó chị cắt cỏ. Chị Trinh Dũng má 2m. Đổi lại đi, cây nào có 2m ha. Rồi xanh bơ chị Đào 2m nè. Chị Xuân Định là mã xanh bơ là màu như thế này nha chị nhé. Rồi cái này con lai sổ rồi á. Xả hàng rẻ lắm luôn á. Mấy cô thông cảm giùm con. Rồi đây. Tại vì từ hôm qua tới giờ con cắt là con không bao giờ cắt lẻ luôn, mà giờ con cắt lẻ mà con phá cái quy tắc á, thì mấy cô sẽ nói tại sao con thiên vị á. Nên mấy cô thông cảm giùm con nha. Rồi cái này là một đăng nè, nó như vậy nè. Chị nào mua về mình may áo dài nó có chân như vậy. Rồi màu xanh hoặc là màu hồng nha mấy chị nha, xanh hoặc là hồng. Rồi xanh hoặc là hồng kèm mét nè. Rồi xanh bơ này 2m cho chị Đào. Đây. Rồi màu hồng là con chị nào lấy, nó không thì comment giùm con nha. Cố lên chị ơi, cố lên. Phần mưa rồi.
để em bóp đưa đau quá, tại bưng mấy cái cây vải nó nặng lắm đó cô ơi. Vậy làm gì đấy? Rồi hồng như vậy nè, hồng nó y chang màu xanh luôn. Cái này ba mẹ đây sao ấy? Nó cũng y chang màu xanh nha mấy cô nha. Thì ba mẹ thì bỏ bỏ ba mẹ hết. À, hai ba mẹ đúng hết. Rồi nè, quên. Rồi hồng 10 mét sang 10 mét cho chị Trâm Mai nè. Rồi cái này sáng mai em cắt nha, hoặc là xuống mai em cắt đi. Rồi bắt đầu lên nhí vàng mấy chị nè. Rồi nhí nâu 10 mét cho chị Mai luôn nè. Rồi 2 mét hồng cho chị Phượng Thái 35. Vải màu tím sau lưng em. Sao em đâu có cái nào màu tím đâu ta? Màu đen mà. Ơ tím kia. Đấy. À đây chị Tôn cho chị nha. Rồi mấy chị thấy em không thể nào mà lôi được, bởi vì ở dưới này còn cấn mấy cây vải nữa. Chờ em phục hồi cái này một xíu nè, tại nó bị cấn cái cơ quá. Rồi sẵn đang có cái cây nhí ở dưới này, em lai cái cây nhí này trước nha mấy chị nha. Lấy giùm em nhí vàng kèm mét nè mấy chị, nhí vàng kèm mét nè. Nhí vàng 2 mét cho Phượng Thái. Rồi nhí vàng chị nào lấy thì lấy giùm em mã nhí vàng kèm mét nha mấy chị nha. Nhí vàng kèm mét 2 mét nhí vàng cho Ngọc Châu Lê. Rồi nhí vàng này là Chi Phong nha mấy chị nha, Chi Phong 2 mét là 35k, 10 mét 160 vẫn như là giá bình thường. Rồi cô Kim Cúc Trương con kéo xuống, thấy cô comment 2 mét là không biết mã nào đây nè. Cô Kim Cúc Trương comment mã nào vậy ta? Con qua mẫu rồi. Rồi 10 mét cho chị Si Tiễn Tâm Mai nè, 3 mét cho chị Kiều Ngân, 2 mét cho cô Kim Cúc Trương. Rồi kẹo vải cho chị đi em ơi. Chiếm rồi đó. Cắt luôn. Ngày mai không nổi, tôi không tính ba ngày mai ba vậy không nổi. Rồi kẹo đi. 4 mét cho chị Hải Hà. Sao chị không tin em? 2 mét cho chị Duyên Võ. Chị Thu Thảo ơi, em không cắt 2 mét rưỡi nha. Tại vì 2 mét là 35, 3 mét là 53, lên giùm em 3 mét hoặc là 2 mét. 10 mét là 160. Rồi 10 mét cho chị Hoa Trình nè. Có số điện thoại rồi. Em đang sale lỗ hơn giá nhập rồi, mấy chị thông cảm giùm em. Yên Hồng 2 mét. Chị Phạm Hạnh 4 mét. Nhiều đi em. Rồi chị Lò Thị Oai 3 mét nè. Rồi con chị đang lấy nhí vàng nữa không mấy chị ơi? Em thấy em tập tạ mà. Rồi 2 mét cho chị Thu Thảo, 2 mét cho chị Giàu Trương, 2 mét cho chị cô Phúc Lê. Cô Kim Cúc Trương đổi 3 mét đổi thành 2 mét, cô 3 mét đổi 2 mét. Có nghĩa là giờ cô lấy cái này 3 mét chứ không phải là 2 mét đúng không nè? Cô đổi 3 mét lấy 2 mét là cô đổi 3 mét là về 2 mét. Rồi Xuân Định 2 mét nhí vàng, Ngoan Thị Nguyễn Thị 2 mét nhí vàng nè. Rồi ok cô nha. Rồi còn cô nào lấy nhí vàng thì comment giùm em này ha. Rồi nhí vàng 4 mét cho chị Phạm Hạnh nè. Rồi nhí vàng là Chi Phong luôn nha mấy chị. 10 mét là 160. Rồi em like thêm mấy cây nữa rồi xuống like mấy chị nha. Rồi cây này của em đang cắt là Chi Phong nè mấy cô nè.
Phía sau cây phía sau màu sữa là gì? Phía sau màu sữa. Rồi cái đó là lụa đuổi nha cô nha. Lụa đuổi 1 kg là 120 thôi. Rồi nhí và 2 mét cho chị Phạm Huyền, xanh bơ 2 mét cho Phạm Huyền. Rồi chị nào mà khách mới, em mới inbox cho mấy chị vào cho địa chỉ giùm em với mấy chị nha. Em đi đơn là ở Hồ Chí Minh là 25, đi tỉnh là 35. Rồi chờ em xíu nè. Vâng, mã với vàng như vậy nha mấy chị nha. Rồi xíu chị bận đợt này là mấy cái đấy. Dạ. Mã xanh xanh với đen đúng không ạ? Phù chị bận đó, phù chị bận. Rồi 2 mét nhí vàng cho chị Mỹ Hạnh nè. Chị Minh Minh ráng mua thêm cái gì đi, không thấy chị mua thêm cái gì hết. Rồi 2 mét cho chị Minh Thu. Ở đấy nè, chứ là le được quá màu đi chứ. Bảy mét cho chị Phạm Hạnh nè. 4m70 cho Phạm Hạnh. Rồi có rồi ha, bỏ cái Phạm Hạnh đó đi. Xanh bơ 2m, thồng 2m cho chị Duyên Võ. Rồi mấy chị mua 10 mét thì chỉ còn 160 thôi mấy chị nha. 10 mét này còn 160 nè. Nói chung là em bán thu hồi vốn thôi á. Bán lỗ luôn. Rồi xanh bơ 2 mét cho chị Thanh Nguyễn. Rồi hết rồi, em kéo nữa đi em ơi. Ném hẳn vào trong kia. Xanh bơ một cái của chị comment đó chị Thanh Nguyễn á, là cái đó là màu xanh với màu đen đúng không? Mẫu len hoa đỏ lăng xô. Rồi không đọc được, không hiểu ạ. Không hiểu cô ơi. Chị lo thì ai comment lại giùm em với ạ. À. Em đọc không hiểu. Mười mét đây. Ừ. Nhớ đi. Yeah.
Chị Mỹ Hạnh cho em xíu nha, em cắt xong hết cái này cho nó gọn cái phía dưới cái đó chị. Rồi con cắt cho cô 3 mét rồi, xả khúc 2 mét rồi đó cô ơi. Rồi còn mấy tem nữa thôi, ráng đợi con một xíu rồi con mới qua mẫu được nha mấy cô nha. Sợ ngày mai con không có cắt kịp. Con cười nữa là tới giờ là nó ngáp. Chị đừng có hỏi tại sao nha. Bà phụ tôi đi. Phụ thì không phụ. Mà bắt con phải chọc cười không à. Vô lấy cho tôi miếng nước này, cái ly đó đi. Cái ly gì? Cái ly trà chanh đó. Chị có cho em mua không em lấy. Bà nóc hết một ly rồi giờ bà đòi cho mà chưa bắt giới quá vậy. Rồi thêm hai bill nữa thôi là xong rồi hai mấy cô ha. Rồi đợi con một xíu nè, rồi con qua mã luôn nha. Rồi chị báo ơi, mình chưa có số điện thoại không có cắt được nha chị nha. Lên số điện thoại giùm em đi ạ. Ui, đổ. Rồi nhíp vào này con, chị nào lấy nó không mấy chị nè. Gì vậy? Di gọi hả? Không, anh trai gọi. Gọi số tài khoản. Anh trai. Không thể anh trai à? What the anh trai? Số đây khoảng 11111. Thôi đừng. 461651. Không có đâu. Vi bán thôi, chị Minh Nguyễn Thị Kim Ngọc. Không. Không có gọi. Thế là phương hàng nào cũng. Rồi chị báo ơi vào inbox cho em xin địa chỉ luôn nha chị nha. Rồi em cắt 2 mét nè, tại bây giờ gần cuối live rồi chị. Cuối live. Em vào 9 giờ mà. Rồi gần cuối live rồi, lên giùm em mua giùm em đủ khoảng 6 mét vải để em đi đơn luôn nha mấy chị nha. Dạ. Chứ đơn hàng ít quá ngày mai em dồn lại rồi xả ra thì hàng em đang sale á. Em sale lỗ vốn rồi mấy chị ơi. Tự nhiên đọc số tài khoản cho người ta đi chi trời đấy. Màu len hoa đỏ. Màu len hoa đỏ là thế nào ta? Là cái nào ta? Đây đúng không ạ? À? Đây đúng không? Không. Màu kem, à màu kem hoa đỏ đúng không? Không. Ok nè. Ok. Cứ giỡn quay. Bứng cái lại cho bứng nồi luôn á. Bứng cái nồi đó nè. Bây giờ là 7:00. Rồi hồng với đen, hồng với lại là xanh bơ ấy, thì lát nữa con cắt nha, tại cây nó vẫn còn to lắm mà con bưng nó bị giờ bị đè 2-3 cây lên rồi con không có bưng nổi. Tiền chưa? Con nói thật luôn. Rồi cái lấy giùm em lá vàng mấy chị này, lá vàng kèm mét. Màu chị ai nói vậy ha, đúng không? Lá vàng nha, chi phong luôn mấy cô ơi. Chi phong mẫu lá vàng 2m, 35, 10m, 160. Mẫu này xinh lắm mấy cô nha. Mẫu này siêu xinh luôn, lên đầm, lên chân váy, lên áo, lên áo dài gì cũng đẹp hết. Rồi lên giùm con mã này, mẫu lá vàng này, cái này còn ít thôi, không có nhiều mấy cô ạ. À. Gần hết rồi. Dạ tại con sợ nhiều khi uổng ship á. Nhiều khi mua miếng vải mà còn rẻ hơn là đi đường ship nữa. Nên con cũng ngại lắm. Rồi 3 mét cho cô Kim Cúc Trương. 3m53 cho chị Thảo Hồ nè, cô Kim Quốc Cương 53 nè. Ba ngày này có con trai được chút mà ngày thứ tư rồi đó. Ủa chị là ngay 30 mà. Ngay 30 bà ị mà lên là ngay mùng 1 mà làm việc chứ ngay 30 mình lên đang làm việc đúng không? Hôm nay mình 29 nè. Đúng không? Tiểu 30 tháng 7. 30 tháng 7 chắc con lâu mình tới. Ủa sắp tới rồi nè. Rồi chị ơi có lấy cái này thì comment giùm em này ha. Xinh lắm luôn. Xong rồi phụ like chị hả? Mẫu lá vàng nha. Yeah.
Cô cắt vải đôi nên ở trong nhà luôn á. Cắt vải, bứng vải rồi đó. Chứ em nghĩ chị Lan nổi không? Chị Lan chắc là gãy xương sống. Chị cho em nghỉ. Có chưa? Em nghe gì vậy? Chị cho em nghỉ là cái gì? Cái này còn ít thôi nha mấy cô nha. Cái này cây này còn nhỏ xíu à. Rồi 2 mét cho chị Sương, 2 mét cho Hồng Đoan. Đừng có nhìn ra ngoài. 2 mét có 35 ngàn à. Không phải chồng chị về. Ủa sao bị tôi trống trong vậy? Sao mà không biết. Bà đi chơi. Ông cho tôi đi chơi. Không được, không được. Không bà được đâu. Video tôi đang TikTok. TikTok để, là cái bản mặt của tôi để mà tán view hả? Chứ có sự ý kiến đơn vị của tôi kiền lấy công an chính tệ gờ Facebook luôn. Gờ Facebook luôn rồi. Ok. Sạch đời này lắm không? Hạn rồi đi. Ok. We continue. No. You can do it. No, no. Mình đen bông đỏ là vải gì? Rồi mình đen bông đỏ thấy em luôn. Chi Phong đen. Luôn. Chi Phong luôn, 2m 35, 10m cũng 150 luôn. Ôi em từ chị từ nói là em mình đen bông đỏ chứ. Cái bà này á, chắc vài bữa về, em về quê mà không gặp chị chắc em buồn lắm luôn á. Không gặp em cười á. Chị quê em đây. Rồi bây giờ lấy bà thì cầm như chị quê. Ôi là nó từ đại trà quá vậy hả? Lá vàng nha, cái này còn có chút chiếu không mấy chị? Người như chị của em đây. Em đi đâu cũng tao hết tiếng cười hết á. Không có chỗ nào này không? Rồi cái cây hồi nãy chị hỏi là cái này đúng không? Em đi đâu em tạo tiếng cười cho mọi người. Cái cây này nó cũng hơn, cũng có đây ghê đó. Em là người tạo tiếng cười cho mọi người. Ôi cây này không lấy được đâu mấy chị ơi, nó bị dính cái tà ở trong này rồi. Cái này không lấy được, cứng nhắc à. Tự nhiên là gì? Từng cái đó cũng dính ta đấy. Chó chưa? Rồi lấy giùm em mã này là hoa lớn hay mấy chị ơi, nâu lớn ha? Ừ, chết. Rồi nâu lớn, mấy chị ơi, nâu lớn kèm mét. Nâu lớn kèm mét này chị lấy thì comment giùm em. Cái cây này không lôi được nha, chờ em phải lôi hết rìa mấy cây xung quanh thì em mới lôi hết ra được. 10 giờ rồi. Lôi lên nhà em nâu lớn kèm mét nè, nâu lớn kèm mét. 10 giờ rồi. 2m 35 chi phong, 10m 160. Kì. Maria Bình 4m 70. Chị ơi ráng mua cho em được 6m vải hoặc 8m vải đem đi đơn luôn nha chị nhé. Đâu. À mà phải mua 8m mới đủ, 6m chưa đủ đơn luôn. Để thôi em về quê. Tại em đang sale mà. Để thôi em về quê em lập tiếng hai em đặt đàn về phóng. Ôi tự nhiên cười quá rồi cười. Vui ghê. Phải vui chứ. Mệt bà quá. Đứng xã nữa. Đủ rồi. Kệ chi ra con bộ mẹ mày muốn. Mỗi lần nói với bà tôi mắc cười quá à. Thì em về đi khỏi mắc cười. Dại à. Em về xong ai phụ chị khiêng mấy cây lên. Rồi nâu lớn 10m cho chị Hoa Trình nè. Trời ơi yêu chị nha. Ngồi yêu chị chú về đây. Nhưng khi chắc cũng đang làm quá. 10m có 1.6 thôi nha mấy chị nha. Ủa đâu? Ủa đâu lắm này. Đâu lớn quá. Nâu lớn nè. 10m 60. Cho chị Hoa Trình. Hoa Trình. Rồi chờ một xíu nha, em bưng ra liền luôn. Chị cao ghê quá. Ta để đây thấy khi nào ta thiệt kia lên sân bay. 2 3 4 5 6 7 8 9 Rồi 10. Mười mét đâu lớn 160 nè. Mèo lớn à? Dạ con không có bán thun. Tại bán thun cắt nó khó đó cô. Nó nặng lắm, con bán thử một lần rồi. Con bán mà con ớn luôn. Con bán mua về xong con sổ ra cái con hết hồn. Tại lần đầu tiên bán thun con thấy khổ nó cao gì đâu. Hết 8 không à. Thun có tâm em bé đẹp lắm. Xong rồi đợt đó con
khui ra một cái là con xeo luôn. Oh, 3m53k cho chị thở hồ nè. 3m53k cho chị không biết tiếp. Nè, yeah. Giờ chị mở một cái clip cho em nghe, em nhại lại giống nọ nè. Yeah. Đã nổi nó, đừng có nổi nữa, mất lịch sư lắm. Mất ly hà. Em trộn em ăn trục cục nháy hay sao vẫn nhỉ? Em ăn phải... Mời mấy cho chị si thiện trăm hai. Môn. Gì mà cái gì môn người này. Em ăn phải môn. 6, 7, 8, 9, 10. Đi ăn em không nào ăn mấy cái chẳng nó ngưng ngừa. Rồi ba phù tôi lái mà tôi đựng tôi kẹo vài tới một bài hai cái tay luôn á, chắc tội lên tôi bay tôi nhấc cái tay nó không nổi luôn á. Tôi không có cười không mà, tôi nổi chứ ba bùng nhại lên. Em có ngừa gần chị đây mà em biết. Ê câu cái không có thuộc trường nữa rồi. 3 4 5 6 em về đi được không? 6 7 8 cười mà chi 9 10 no. Chị nó không cười cho nữa. Người đi tỏ tiếng cười cho mọi người là chị không bao giờ 10m160 ạ. Loại hồng ra luôn đi. Rồi nâu lớn của chị Maria Bình 4m nè. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn rất nhiều. Xin vào hợp tạ. Không bao giờ mới ship. Nói tiếp đi. Chị mà không, cả ngày chị mà không có em không có ai cười em. Như mấy ngày em con đi làm chắc không có cười được luôn á. Em biết mà. 4m70 cho chị Maria Bình ạ. Chả có ai làm tiếng cười cho chị đâu, em biết mà. Chị tiếng nó không khủng cái gì. Hai má cho chị Bình thì được. Cái má phải vốn. Ôi nó không có sức anh tôi kéo mà. Thằng đó là hai, thằng đừng còn nợ nữa hai. Xin đi. Can you keep silent please? Chắc đèn mới thưởng với mấy cái câu đó. Thầy cô ơi, thầy cô ơi, cái câu đó. Thầy muốn cái câu đó thôi. Please. Trời, không có ai mà coi like như mình luôn á. Chắc người ta kêu cái hai đứa này nó bị khùng rồi. Chị Phong Hà nha mấy chị nha. 2m35. 1m, 2m nè. 3m cho Ngọc Châu Lê nè. Trời, bà đừng có nói là tôi nhức đầu quá à. Tại con bịch gì đó. 3m này 53 ngàn. 3m này là 53 nè. Chị không cho em cười nên em không bật cái đó lên đấy. Rồi hai mấy cho chị Hồng Đoan nè. Lần sau đừng có cho đi ăn môn này nhé. Trời, tôi có một nhân viên phụ lai mà tôi kéo phải không sạc cái tay. Hai cái tay nó sạc nó mọc. Hai cái cánh nó muốn rụng luôn. Không biết gì đâu, nhưng mà sắp hết giờ rồi đấy. Sắp hết giờ chị. Rồi 2 giờ là 50. Alo, 35. Quên giả luôn. 4 mét cho chị Visa Linh là 70.000 nha chị nha. Dạ. Yeah. Chị không gà được thì em gà. Chị cứ bấm cái này làm gì? Cho nó nịch. Bấm sao? Giống như thế này nè. Các chị cứ... Rồi 4 mét cho Visa Linh nè. 2m tắp ra lụa xanh đen cho Lan Nguyễn Thị. Rồi cái này là 1 kg là 170 nha chị nhé. Úi trời mèo ơi nặng quá. Này nặng kính khủng luôn á. Chị ơi chị. Chị ơi. Mấy giờ anh chỉnh rồi chị. Chị cười đi rồi em ra đến 11 giờ nè. Nó ghi với anh chị 170 nè. 1.70. Rồi 2m ma đâu cho Thảo Nguyễn. Chị ơi em gần cuối like rồi, mua cho em được khoảng 8m. Em đi đơn nha chị nhé. Chị đơn mới á. Rồi em mới inbox là vô cho em địa chỉ luôn này chị ơi. Chị Ngoan Nguyễn Thị này, mấy chị cho em chơi mà chị. Em mới inbox cho em xin địa chỉ cho Messenger luôn nha mấy chị nhé. Rồi mấy chị mua mã nào là em sẽ gửi tin nhắn về Messenger, mấy chị kiểm tra lại giùm em nha. 2m35. 4m cho chị Quỳnh Trang hoa nâu. Giận quá, giận quá chứ không có sức để kẹo vải lắm. Giờ bây giờ phải nói nữa.
Bây giờ không chơi được nữa, muôn này hết bố. Hết ngược không muôn thôi. Bây giờ đi tới mà dân tới vườn ngủ. Còn muôn rồi. Đây bộ mệt nè, bộ mệt bảy muối nè. Hai mét cho chị Thi Nguyễn. Rồi sò sau lên trời em xíu nè. Ôi. Hai mét cho Thi Nguyễn 35 nè. Rồi hai mét cho chị Thu Thảo 35. Cái này chị nào mà comment rồi đừng comment lại nữa nha mấy chị nha. Em đang cắt có gì ngày mai nó bị trùng 2-3 tấm xả ra tổn bé lắm luôn á. Tại vì bán hàng cây mà mình đã bán hàng lỗ rồi á. Nếu mà xả ra nữa là lỗ nữa nha mấy chị nha. Lỗ nặng luôn, lỗ nặng nề luôn á. Rồi 3 mét cho chị Nhiên Đạo nè. 7-53. Ba mét cho Lò Thị Oai. Rồi 53.000. Một mét rưỡi không có cắt chị ơi. Hai mét đâu lớn cho chị Nguyệt Nguyệt. À, hôm trước bấm lộn tem hết chưa? Cô đồng trang cô nhắn kìa. Con thiếu cái mẫu Carolan màu nâu á. Con còn nhớ nhưng mà con chưa có khui được cái bao hàng xả đó cô. Bông vàng trái bên bông đen sau lưng là vải gì? Chị ăn đi ơi. Chị ăn đi, em không có bán cho chị được đâu chị. Em xin lỗi nhưng em không có bán cho chị được nha. Tại vì bữa đơn hàng rồi bên em đã thông báo là hàng không kiểm hàng. Em xem 185k một ký, chị mua rất là nhiều đơn đầu tiên luôn. Nhưng khi xuống đó em chị làm khó với shipper. Shipper gọi cho em, lúc đó em đang đi chùa. Thì em có nói là cho chị kiểm hàng, nếu mà không đồng ý lấy hàng thì trả tiền ship. Chị cũng đồng ý rồi, khách hàng bưng, shipper bưng một cục hàng rất là to, chạy tới chạy lui xuống nhà chị rồi chị cũng không lấy. Mà em hỏi trên cái hội của mấy chị bán vải á, thì đa số các chị nói là chị đều lấy lý do là không kiểm hàng hoặc là chê vải này vải kia để trả hàng bom hàng không à. Tỷ lệ lấy hàng của chị rất là thấp luôn. Nên em không có bán cho chị nữa nha, xin lỗi chị ạ. Rồi Thảo Nguyễn 2m. Rất là nhiều nhà vải bây giờ đang gửi thông tin cái đường link Facebook của mình đó. Là chặn của chị từ đầu luôn á, không có bán cho chị nữa. Nên chị nhớ kiểm tra, nếu mà muốn mua hàng thì nên đổi một cái Facebook khác. Vì rất là nhiều nhà vải đang để chị vô cái blacklist rồi á. 2 mét cho chị Phương Nguyễn 35 nha. Nhớ dồn đơn bên Linh Vy rồi, nếu có hai đơn giống nhau thì em sẽ dồn nha. Trong trường hợp nếu nhân viên chốt đơn không phải là em mà bạn không biết, chị nhắc bạn giùm em nha chị nha. Rồi 2 mét đó hết. Rồi nâu lớn còn chị nào lấy nó không á chị nè. Nâu lớn 3 mét cho chị Minh Châu Phạm nè. 3 mét này là 53 nha chị nha. Rồi 2 mét cho chị Hồng Phúc là 35. Chị cắt 10 mét chứ. 3. Rồi chị Hồng Phúc nè, 2 mét. Rồi 2 mét này là 35. 2 mét này là 35 cho cô Thanh Hồng. Dạ vải em đang cắt có giãn nha chị nha.
Chi Phong này, mấy chị này, thì Thanh Lâm Lê Chi Phong lên được áo sơ mi, lên được áo dài, mấy chị lên đầm mới lên bộ thì phải lót giùm em nha mấy chị nha. Rồi bên em không kiểm hàng nha mấy chị, em mô tả rõ trên line, nhận hàng có lỗi thì gửi mẫu để em hoàn trả bồi thường tiền ạ. Rồi lên giùm em một cái mã hàng này là nhí xanh này, là cô tông nha mấy chị nha. Hàng thô cô tông 100%, 1kg 150, tính ra khoảng hơn 20 mấy ngàn một mét nè. Rồi mã này nhí xanh nha mấy chị nha, lên giùm em là nhí xanh hàng thô cô tông 1kg 150, hàng cây bán giá bằng hàng khúc luôn. Rồi 4 mét cho chị Nhi trần trần hoa nâu lớn nè. Rồi đây em đang sale lỗ rồi nha mấy chị nha. Nên có một số chị nếu em không bán được thì đừng có giận em nha. Em xin lỗi ạ. À, em nói trước luôn. Rồi 4 mét cho Nghi Trần Trần. Chị Thanh Tâm Lê không có số điện thoại, em không có cắt được nha chị. Rồi cuối live rồi em không nhận khách mới nữa nha mấy chị nha. Rồi khách mới đặt trên 8 mét thì em cắt ạ. À, rồi gái Lê 2 mét nâu 35. Vì bây giờ cuối live rồi không biết chị có mua đủ không nè. Rồi vào, em mới tạo đơn á chị Thanh Tâm Lê, vào inbox cho em xin địa chỉ rồi em cắt vải nha chị. Tại vì cuối live rồi, gần 10 giờ rồi đó, mà live cuối rồi ngày mai em sẽ nghỉ live. Em sợ là cứ cắt 2 ngày là mới live lại, sợ chị không tìm ra được Facebook của em để mua tiếp luôn á. Rồi 2 mét cho chị gái Lê 35 ngàn. Chị Ngọc Trịnh ơi, có vải hoa nhí nền đen bông trắng không? Chị lấy khoảng 10 mét không có rồi. Nền đen mà bông trắng không á là không có. Có nền đen mà bông trắng rồi có kèm những cái bông khác luôn á thì được không chị? Có kèm những bông khác được không chị ơi? Rồi Thanh Tâm Lê vào inbox cho em xin địa chỉ với chị nha. Đơn bên em khoảng 8 mét em đi đơn. Tại vì cái này em đang xem, nói chung là đơn trên 100 ngàn rồi em đi. Phí ship là bên em không có free ship nha mấy chị. Chỉ có đơn chuyển khoản trước thì free ship, em thông báo rõ trên live luôn. Đơn chuyển khoản trước trên 500 nghìn thì em free ship. Chị nào mua chi phong hơn 100 mét, có nghĩa là có nhiều chị sĩ mà cứ khúc 10 mét, 10 mét mà hơn 10 mẫu nó sẽ được 100 mét rồi là em free ship luôn, tự động free ship luôn. Rồi em cảm ơn chị Thanh Tâm Lê. Em cảm ơn chị nhiều nha. Em xin lỗi chị vì đã xin một cách lộ liễu như vậy, mà do là mình cuối live rồi mà em đang bán hàng lỗ vốn nên chị xin thông cảm giùm em nha. Rồi nhí xanh 2 mét cho Nguyễn Sương. Rồi nhí xanh này ký 150 này, lên giùm em mã nhí xanh này là hàng thô cô tông nha mấy chị nha. Lưu ý giùm em, đây là mặt hàng thô cô tông chứ không phải là chi phong, ký 150 giùm em nè. Khổ 1m4 có giãn nhẹ nha. Rồi 2 mét nhí xanh cho Nguyễn Sương. Rồi để em cân thử số tiền cho chị nè, bao nhiêu? Dạ, ký 150 một ký. À cắt chị 6 mét. Em lỡ cắt 2 mét rồi. Em cắt thêm 4 mét được không chị? Rồi cái này 150 một ký nè. 2 mét này là có 40 ngàn thôi chị nha. 2 mét này có 40k thôi. Thì tính ra cái này là khoảng có 20 ngàn một mét thôi. Hàng thô cô tông 100% luôn. Ok chị. Thêm 4 mét nhí tím. Ui nhí tím còn nữa cắt. Hết rồi. Hết rồi nha chị nha. Hết nha. Chị Phạm Hạnh ơi. Nhí tím hết sạch rồi chị. Nhí tím hết sạch rồi nha chị nha. Rồi 2 mét nhí xanh cho chị Hồng Phúc. Chị Thanh Tâm Lê ơi, vừa hồi nãy em lỡ cắt 2 mét rồi, cắt thêm 4 mét nữa được không nè. Bông nhí màu là sao ta? Tại hồi nãy chị comment cho em là 2 mét trước đó chị. Giờ em coi có người nào mà đổi không thì mới được. Chứ giờ em đang cắt hàng sale rồi, em không có đổi như vậy đâu chị ơi. 2 mét nhí tím cho cô Hồng Phúc nè. Rồi 1 ký 150 nha cô Phúc nha. Thô cô Tâm. Nhí xanh chứ sorry cô. Rồi 2 mét cho chị Quỳnh Thị Đỗ. Này hàng thô cô Tâm cô nào về mình may sơ mi nam nữ, may cho gia đình hoặc là mình may ga cũng được. Rồi chị Thanh Tâm Lê, có chị nào mà cắt 2 mét em mới đổi được chứ em không có đổi như vậy nha chị nha. Mình comment trước đó chị. Cô Dung Quang Dung lấy nhí xanh 2 mét nè. Rồi lên thô cô Tâm nha mấy cô. 2 mét cho cô Quang Dung chứ 150 nè.
Rồi lò thị gai 2m. Lò thị gai 4m ký 150. Rồi chị Lữ Hương nâu lớn 3m, cái này 53.000. Rồi em cảm ơn chị Thanh Trâm Lê, vậy em cắt thêm cho chị 4m nha. Hồi nãy mã này đúng không? Thanh Tâm Lê mã này đúng không? Nè. Không, hồi nãy á. Chị Thanh Tâm Lê hồi nãy là cắt cái mã này đúng không nè? Nè. Đúng không? Tên Thanh Tâm Lê đúng không? Rồi em cảm ơn chị Thanh Tâm Lê rất là nhiều nè. Em ghi đi bộ mét 70. Rồi 4m cho cô Kim Cúc Trương. Cái này khổ 1m4 nha mấy chị, canh vải giùm em. Tại vì em chỉ biết khổ 1m5 thì mấy cô may ra với mặt gối thường cắt 6m. Còn khổ 1m4 thì em chưa có biết nha mấy cô. Mình canh vải giùm em, hỏi thợ may giùm em với ạ. À thêm 4m nhí vàng cho chị Phạm Hạnh có luôn. Rồi hôm nay nó đi chơi với chồng mà cuối cùng rồi bị phá kèo rồi. Chết rồi đấy. Con xỉu luôn. Màu nâu tay phía sau lưng của em cái này đúng không chị? Màu này là giống như là cái màu nâu sữa chứ không phải nâu tay đâu. Đó là lụa đuổi nha chị nha. Lụa đuổi đó là em bán 1kg 120 á. Lụa đuổi đó không có nhăn. 1kg cũng khoảng cỡ 5m, chất của nó cũng dày nha chị nha. Rồi 4m cho chị. Rồi cô Kim Cúc Trư hỏi thợ dùng con với. Con không biết luôn. Rồi thêm 4m vàng chị Phạm Hạnh 70. Rồi nâu lớn rồi xanh nhí nha. Nhí vàng còn chị nào cắt không mấy chị nè? Nhí vàng còn chị nào cắt không không nè? Rồi 2m bi xanh nữa cho chị Phạm Hạnh cho đủ đơn là 2m45 bi xanh. Bi xanh lụa, bi xanh reo này đúng không chị? Cái này đúng không? Bi xanh reo là 2m45 là đúng không nè? Lụa đuổi có giãn nha. Rồi 1kg là 5m thôi. Rồi Phạm Hạnh này 2m bi xanh nè. Rồi 2m lụa này là có giãn nha mấy chị nha. Cái này là lụa nè. Có giãn 2m45.000. Rồi em ráng like cho mấy chị, ráng chị nào mà chưa đủ đơn á ráng vô chọn cho em cho đủ đơn nha. Em like hàng cây nên rất là nhiều mẫu luôn. Rồi ráng mua cho em cho đủ đơn nha mấy chị nha. Chưa gì đấy. Phạm Hạnh. Rồi khổ 1m5 á, 10m nhí vàng cho cô Hồng Phúc nè. 2m nhí vàng chị Thảo Nguyễn. Rồi giờ con chị nào lấy cái nhí vàng nữa không mấy chị nè. Nhí vàng nè. 10m thì còn 160 thôi mà mấy chị mua. 2m là 35k nha mấy cô nha. Rồi chị nào mua chưa đủ đơn ráng mua cho em cho đủ đơn luôn đi mấy chị ơi. Em ráng like cho mấy chị mua cho đủ đơn nè. Chứ em đuối thiệt luôn á, em đuối lắm luôn á. Vậy em bưng cái vải không nổi luôn mà. Còn vong bông khác chị. Chờ em xíu nha, bên em nó là lên hơn 100 mẫu mà. Rồi 10m là 160.
2m35. Con cảm ơn cô nè. Con cảm ơn cô tạo động lực cho con. Rồi 10 mét này baby. Qua đi. Gì? Không phúc mì thì không phúc. 2 mét cho chị Thảo Nguyễn này 35.000 thôi. Nguyện chữ tơ được. Chụp cũng được đó, phải lồi tài Minh. 32 mét cho chị Maria Bình nè. Rồi bận luôn đi nha. Không sống. Tổ nên tỉnh nó được ít cái mảy. Lái hát chị em được 50 kỹ à. Ủa lại bây giờ hát chị nhớ 2m35. 4 mét cho chị Nghi Trần Trần 70 nè, nhí vàng nha. Rồi chị nào cho đủ đơn, ráng mua cho đủ đơn nè. Minh mẹt trong Minh đó. Chạy về. Ủa, làm nào em không chạy, em kịp tôi kẹp nách cho mọi người. Dạ. Cho mọi người xìu luôn. Kẹp nách. Kẹp nách của ai? Ui. Rồi 4 mét cho chị Nghi Trần Trần. Rồi. Chị Nghi Trần Trần á, 4 mét chưa bấm. Chị trụng, chỉnh giống hơn cắt 3 mét luôn được không? Rồi cô có lấy thêm không cô? Rồi chỉnh dung nè. Mai là 10 giờ mình phải đến. Con ngủ muộn đó. Là đừng có kêu tôi dậy sớm nhé. 3 mét nha chị nha. 3 mét 53. Trong mình quá hả? Rồi đúng rồi đấy. Chưa đi mẹ 53. Ok. Chưa. 3m53. Rồi chị Hồng Đoàn 2m nè. 35. Con Kim Cúc Trân con có cắt thêm không? Chứ giờ cái đó mà xả ra trời ơi, tội con lắm luôn á. 3m53 ghi vô. Đây là 2m35. 10 mét xanh lá đen. À cái màu xanh lá đen mèo dài đúng không cô? Cái này đúng không? Cho chị cái xanh lạ xanh bơ đi. Nè để đưa cho cô Phúc coi là phải cái màu là không phải cô sạc nhân lại lần nữa. Đây. Cái này đúng không cô? Cái dưới xanh đấy. Cái này đúng không nè? Cô mua cái này đúng không? 10 mét này ha. À. Bông vàng này là chi phong á chị, chi phong nha. 10 mét hoa đen đỏ. Này đúng không chị? Này đúng không? À... Rồi cuối giờ rồi con không có lôi được tại vì nó dính một cái tà ở trong đó. Cái này đúng không cô nè? Cái này hoa văn con cố gắng kéo rộng ra nhất cho cô thấy nha. Đó. Này ha. 10 mét con ngẩn này là hoa nâu nha. Rồi 3 mét chiếm nhí vàng cho chị Minh Châu Phan nè. Rồi giờ cũng còn nhiều mẫu khác lắm á mấy cô, nhưng mà 10 giờ mấy rồi con sợ con bưng nó không nổi nè. Ba thấy mấy giờ không? Thì giờ 10 giờ rồi con bưng không nổi nữa. 10 giờ rưỡi rồi rọ. Thì khi nào 10 rưỡi là nó về con 13 phút nửa lần. Không em tính 20 là 10 rưỡi. Làm tròn hình vui ha. Rồi 3 mét cho chị Lan Chi nè, 53 nè. Em về cảnh muôn em xuống mai không làm gì. Đi qua đó tạm biệt chị còn được nặng nè. Còn mẹ nó nặng nắng luôn mặt trời luôn á. Cậu mùi chúng mà chị nè. Em biết nè. Thằng hỏi về nó nói di động cưa đi. Thay đủ sửa tắm sửa đồ cái gì cũng có hết đó. Không. Mặt 3 mét cho chị Lan Chi.
Đúng mặc đồ của chị đó. Hai mét xanh lá cho chị Thu Thảo rồi, ok nè. Em bị em không tắm đâu, em mà bệnh mất thôi. Xanh hoa nhí vải gì em? Rồi hoa nâu hai mét chị Maria mình xanh hoa nhí. Không có cái nào xanh hoa nhí hết. Cái này là hình con thú đó, tôn hai da nha. Mà nó cũng bị kẹt cứng trong cái chân này, cũng không có bưng ra được. Rồi chị Maria Bình hoa nâu mai em cắt nha. Phía sau vải, phía sau màng, phía sau Hoàng Bình vải be là vải gì? Rồi 2 mét xanh lá cho chị Maria Bình nè. Rồi giờ con cầm cái ma điện thoại con đi quay nha. Xanh lá chị Maria Bình nè. Rồi giờ con quay nha, cô nào mình comment món nào thì mấy cô comment xong rồi ngày mai con đặt, giờ con cắt cho. Thấy ha. Rồi mã nhí vàng nè. Nhí vàng này là chi phong á, chi phong hàng có giảng ha. Rồi cô nào lấy thì comment giùm con là mã này, mã nhí vàng kèm mét ha mấy cô mấy chị nha. 2m 35, 10m 160. Rồi còn cái này là lên giùm em là mã con là mã nâu lớn nè ha. Nâu lớn rồi con cầm vậy con like được. Rồi cuối giờ con ráng like thêm xíu bằng cái kiểu này. Rồi này là nâu lớn nha. Cô nào lấy mã này thì lên giùm con là nâu lớn nè, nâu lớn. Còn cái mã mà hồi nãy cô nào hỏi nói là mã vừa hoa nâu, vừa hoa đỏ, vừa màu đen là cái mã này nè. Rồi riêng cái mã này lên giùm con là mã là hoa nâu vàng mấy cô nha, nâu với vàng. Cái này thực sự là màu đỏ rượu vang á. Cái này ở ngoài là màu giống như là màu rượu vang chứ không phải màu đỏ. Nhưng mà nãy giờ có nhiều cái hoa nâu quá nên cho con xin phép gọi cái này là nâu vàng đi mấy cô, nâu với vàng để con phân biệt ha. Rồi cô còn lấy cái này cũng là chi phong nha. 2m 35, 10m cũng là 160 này, lên giùm con mã này nè. Rồi mã này có nhiều chị vô sau mình không có mua được thì lấy giùm con mã này là hoa hồng nhí nha mấy cô nha, lên giùm con mã này là hoa đẹp. Hoa đẹp lên giùm con mã này, cái này cũng là chi phong luôn, 2m 35, 10m 160 ha. Rồi cô nào lấy mã này thì comment giùm con là mã này mã hoa đẹp nè. Chi phong này là con thấy lên áo không cần lót đâu mấy cô. Cái thậm chí cái này con thấy lên bộ cũng không cần lót luôn nha, lên bộ không cần lót được tại cái chất này con thấy cái hoa văn như vậy nè, nó hơi dày luôn á. Chi phong có giảng là lên giùm con mã này là hoa đẹp kèm mét, 2m 35, 10m 160. Cái này là lên giùm con là nâu vàng. Còn mấy cô mà lên mã nãy giờ rồi thì không cần comment lại tại vì con đã tự ghi chú rồi. Rồi lên giùm con mã này là nâu vàng nha, 2m 35, 10m 160. Rồi con mã này con chưa có lên được bởi vì nó kẹt cái chân nè. Lên giùm con mã này là sen vàng, cũng là chi phong luôn nha mấy cô nha. Nhưng mà cái mặt hàng bên này là mấy cô thấy nó có sần sần nè. Còn riêng cái này nó láng nha mấy cô nha. Nó láng o à. Rồi cái này có chất khác không? Mà cũng về cùng một lô chi phong luôn. Lên giùm con mã này là sen vàng. Sen vàng nè, đóa sen vàng nè. 2m 35, 10m là 160. Lên giùm con mã này là sen vàng. Rồi lên giùm con mã này hoa cúc nha mấy cô. Lên giùm con mã này là xanh đậu ha. Cô nào lấy mã nào thì này lên giùm con là xanh đậu nè. Xanh đậu kẹp mét ha, xanh đậu kẹp mét. 2m 35, 10m cũng là 160. Còn này là lụa nha mấy cô nha, lụa ha. Lụa này có giảng luôn, lụa có giảng. Lên giùm con là bi cam. Bi cam này 2m 45k lụa có giảng, về may áo dài được luôn, lụa có giảng may áo dài được nè. May bộ may đầm không cần lót gì hết, may sơ mi cũng được. Rồi cô nào lấy mã này thì lên giùm con là bi cam nha. Rồi con lên lại ha. Màu xanh đậu nè, xanh đậu chi phong. 2m 35, 10m 160. Rồi bi cam 2m 45. 2m 45 bi cam lụa có giảng. Sen vàng này là chi phong, chi phong hàng 2m 35, 10m 160. Rồi mã này là hoa đẹp nè. 2m 35, 10m 160 là mã hoa đẹp. Rồi còn mã này nữa nha. Mã này là vàng nghệ nha. Lên giùm con mã này là vàng nghệ hoa loan này mấy cô nè. Hoa loan là đang nổi á, đang hot ở ngoài chợ là hoa loan á. Rồi lên giùm con mã này là mã vàng nghệ nha. Chi phong luôn. 2m 35, 10m 160 lên giùm con mã này là hoa loan vàng nghệ này. Cái này xinh lắm luôn nha mấy cô nha, vàng nghệ nha. Lên giùm con mã này mã vàng nghệ 2m 35, 10m 160 luôn. Rồi mã này đốt lấy nợ đi. Rồi lên giùm con mã này là chi phong luôn nè, chi phong có giảng luôn nè. Lên giùm con là bi nhỏ, tại chỉ có một cây này là bi nhỏ thôi. Lên giùm con là bi nhỏ nha, 2m 35, 10m 160 ha. Rồi tiếp theo mã này mã lá vàng này ha, lá vàng. Nền màu trắng sữa. Lá vàng với lá đỏ nè. Lên giùm em là mã lá vàng 2m 35, 10m 160 nha mấy cô mấy chị nha. Rồi còn cái cây này là cái cây hồi nãy mấy cô hay hỏi nè.
Rồi đây giùm con là mã này là hồng đen. Chi phong luôn, 2m35, 10m của 160 là hồng đen. Rồi cùng tông với hồng đen là con có cái cây này là xanh bơ ha. Xanh bơ. Rồi 10m cũng 160, 2m cũng là 32. Rồi tiếp theo, tại còn mấy cây á, để ngày mai con cắt một lượt luôn. Rồi mã này là lên giùm con là cúc đỏ nha. Cúc đỏ nè. Này là vừa có cúc đỏ, cúc trắng, cúc vàng là chi phong luôn. 2m32, 10m 160 là lên giùm con mã này mã cúc đỏ nè. Rồi có thêm cái mã này nữa là mã nâu đẹp nè mấy cô nè. Nâu đẹp ha. Đó. Con đặt tên để cho mình dễ nhớ nên mấy cô có thể thứ nhất là chụp hình lại cái màn hình giúp con. Thứ hai là mình gọi đúng tên mà con đặt nha để con nhớ nha mấy cô nha. Rồi mã này mã nâu đẹp nè. 2m35, 10m cũng 160 ha. Rồi con còn cái này nữa là cái không có like kịp á. Bi đỏ nè. Bi đỏ chi phong luôn. 2m35, 10m 160 là giùm con mã bi đỏ ha. Bi đỏ. Rồi lên giùm con mã này là xanh cổ vịt nha mấy cô nha. Xanh cổ vịt. Hình này giống như là hình lá tre vậy đó. Đây nè. Đó. Xanh cổ vịt nha. Rồi lên giùm con cái này cũng là lên giùm con mã này là xanh cổ vịt nè. 2m35, 10m cũng 160 luôn. Còn cái mã này nữa nha. Xanh đậu nè. Lên giùm con là mã này là bi lớn ha. Bi lớn hoặc là bi trắng cũng được. Bi trắng thì con nhìn thì con sẽ nhớ được nha. Bi trắng ha. Bi trắng trên màu xanh đậu. Bi trắng ha. Bi trắng màu xanh đậu, xanh cốm. Rồi là một số mẫu chi phong á. À mẫu chi phong còn cái mẫu này nữa là caro nữa nè. Caro cái này cũng là chi phong luôn nè. Lên giùm con là caro này ha. Caro mình đẹp lắm luôn á. Caro. Rồi cô nào lấy thì lên giùm con mã caro ha. 2m35, 10m 160. Mấy cô cứ đặt đi không sao, tại vì tin nhắn nó sẽ gửi về, nó sẽ hiện liên tục và con like, con giới thiệu xong con quay qua con lướt lên là con bắt đầu nhấn mã là được nha. Rồi cái này là lining nè. Xô lining màu cam sữa. 1m35.000, lên giùm con mẫu cam sữa kèm mét. Cái này là xô lining nha. Xô lining màu cam sữa nè. 1m35. 1m là 35 xô lining, khổ 1m4 á, cái này có giãn nhẹ ha, xô lining siêu đẹp luôn. Tơ ống màu vàng 1m, à màu hồng chứ. À lộn. Tối rồi bị liệu rồi. Tơ ống màu tím 1m 10k. Lấy giùm con là ống tím kèm mét ha, ống tím này 1m 10.000. Rồi còn mã hoa nâu này là hàng thô cô tông mấy cô nha. Thô cô tông lên ga gối, cô tông hàng á, hàng cây luôn. 1m35.000 nhưng mà bây giờ con sale còn ký 150 là 1m20 mấy nghìn thôi. Cái này khổ 1m4 á, khổ 1m45 á. Con nào lấy thì comment giùm con. Nền của nó là màu hồng nhạt, hoa màu nâu giống hoa sen ha. Lên giùm con là mã này là mã hoa nâu kèm mét, làm cái này là cô mấy cô gọi là cô tông hoa nha, cô tông hoa nâu. Con có một cây cô tông hoa này thôi. Rồi hết rồi. Rồi nãy giờ là like giới thiệu một loạt là series sắc xong rồi đó. Rồi con cắt quay ngược lại là bắt đầu con lên đơn nè. Lên đơn. Rồi từ đoạn chị Maria Bình là kết thúc hồi nãy là màu xanh lá ha. Rồi giờ em cắt cho chị rồi chị lo thì ai chứ. Rồi nâu vàng chị Thu Thảo 2m nè. Đen đỏ. Chị đen đỏ là cái màu hồi nãy chị nói á, chị Nghi Trần Trần là cái đó là màu nâu vàng á đúng không chị, chứ không có màu đen đỏ. Rồi nâu vàng may áo có mỏng nha, may áo không mỏng. Rồi nâu vàng 3m cho chị Lò Thị Oai nè. Rồi nâu vàng em sửa lại cho chị Nghi Trần Trần 4m rồi nha. Hoa đẹp chị chưa có thì cắt 10m rồi chưa có. Rồi nâu vàng 2m3 không có cắt được cho chị Trịnh Thị Mỹ Lệ, cắt 3m hoặc là 2m nha. Chị Mỹ Lệ ơi, 2m hoặc là 3m tại em đang bán sale 2m35. Rồi chị Hoa Trình là hoa đẹp 10m nè. Xanh đậu cho chị Lucia 2m nè. Xanh đậu chị Hoa Trình 10m. 2m bi cam cho chị Quỳnh Thị Đỗ là 45. 2m vàng nghệ cho chị Nguyễn Đào nè. Vàng nghệ 3m cho chị Thu Thảo. Vàng nghệ 4m cho cô Quang Dung. Vàng nghệ 10m cho cô Hồng Phúc. Vàng nghệ 2m cho chị Thái Bình. Lá vàng cho chị Quỳnh Thị Đỗ 2m. Vàng nghệ 10m cho cô Minh Tài. Xanh đậu 2m cho chị Thảo Nguyễn. Rồi xanh đậu 2m cho chị xanh đậu vàng nghệ 2m cho chị Thảo Nguyễn. Bi đỏ 2m cho chị Trịnh Dung. Cúc đỏ 2m cho chị Thu Thảo.
Rồi xanh cổ vịt 2,5 m cho chị Thu Thảo, em cắt 3 m nha, tại vì em đang sale em không cắt 2 m lẻ, 2,5 m lẻ nè. Rồi caro 2 m cho chị Trịnh Dung có luôn. Nâu đẹp cho cô Minh Tài 10 m nè. Rồi xanh cổ vịt cho chị xanh đậu cho chị Thảo Nguyễn 2 m. Vàng nghệ cho chị Thảo Nguyễn 2 m. Rồi xanh cổ vịt cho chị Thảo Nguyễn 2 m. 2 m cho chị Quang Quyền Trần Võ nè. 2 m caro cho chị Xuân Định nè. Bi trắng cho chị Nguyễn Thị Hồng Phúc 10 m nè. Caro 2 m cho chị Mỹ Dung Nguyễn. Rồi 2 m caro cho Thảo Ly. Rồi xanh cổ vịt 10 m cho cô Minh Tài. Solanin màu cam sữa cho chị Quỳnh Thị Đỗ 1,5 m. Caro may áo là phải lót nha chị nha, tại đó là hàng may áo không cần lót, chỉ có may đầm với đồ bộ thì mới lót thôi. Xem lên nền cam rồi, em sâu hồi nãy rồi nha chị Tuyết Nhung, có cần coi lại không? Cô Tông hoa nâu cho chị gái Võ Thị là 1,5 m, 1 kg 150 nha chị nha. Nâu vàng 3 m cho chị Báu nè. Rồi tơ ống tím 5 m cho cô Minh Tài, 1,10 m á. Chị Xuân Định caro 2 m. Hoa đẹp 5 m cho chị gái Lê. Hoa đẹp với màu, hoa đẹp màu be 2 m cho chị Ngọc Dung. Hoa đẹp màu be, hoa đẹp màu be là cái nào ta? Rồi hoa đẹp màu be đang bị không hiểu. Hoa đẹp màu be không hiểu nha. Hoa đẹp có rất nhiều hoa hồng lắm. Hồng đen cho chị Lữ Hơn 3 m nè. Để mình gửi tin rồi em cắt nhé. Ok, chị cứ chụp màn hình hồi nãy em like lại, chị gửi tin cho em nha. Rồi chị Phạm Huyền 2 m hoa đẹp với 2 m nâu đẹp có nè. Rồi 2 m linen cam sữa cho chị gái Võ Thị. Linen cam sữa là chỉ có 35.000 1 m thôi nha mấy chị nha, siêu rẻ luôn. Cái đó không cần lót, mình hàng nó êm lắm luôn á. Rồi Trình Thị Mỹ Lệ 2 m, 2 m Trình Thị Mỹ Lệ không có số, không có mã, chỉ có 2 m thì không biết cắt cái gì hết nên em để riêng ra nha. À 2 m cái hoa nâu vàng đúng không? Hồi nãy chị comment 2,3 m giờ nâu vàng đúng không? Rồi ok nè, nâu vàng. Rồi 10 tim 10 m có giãn không? Tím không giãn đâu, tơ ống không giãn đâu nha chị nha. Tơ ống á không giãn. Voan nền xanh bích hoa, voan nền xanh bích, voan nền xanh bích, nền xanh bích là nào ta? Cô ơi, con không biết màu xanh bích. Nền xanh bích là con có một cái là nó là nền màu xanh, xanh với lại màu đen đúng không? Chứ màu xanh bích là giờ không biết cái nào. Để ngày mai con, những cái mẫu mà còn con sẽ cố gắng lượt lại một lượt nữa, con gửi mẫu cho cô xem có đúng không nha. Rồi cô Tông nâu 2 m cho chị gái Võ Thị, hồi nãy cắt 1,5 m giờ đổi lại 2 m đúng không chị nè. Rồi là lan vàng cho chị Hồng Võ 2 m. Lan vàng là nào nhờ? Lan vàng, lan vàng mã này à, lá vàng đúng không? Lá vàng comment nhầm nè. Lá vàng ok chị Hồng Võ 2 m nè. Bi cam có mát tay không hay ráp? Rồi bi cam mát tay không ráp nha. Bi cam nó chất giống như là bi xanh. Bi cam không có ráp nha chị nha. Xanh cổ vịt cho chị Báu 3 m có. Xanh cổ vịt cho chị gái Võ Thị có luôn. Rồi xanh cổ vịt cho cô Hồng Phúc 10 m nè. Xanh cổ vịt cho chị Xuân Định 2 m. Rồi tím 4 m cho chị Hồng Phúc nè. 4 m tím 40 k. 4 m tím 40 k hồi nãy con mới like là cái nào ta? Anh đề rồi là em nghe mà em cắt luôn được. À 4 m tím 40 k là tơ ống ha. Tơ ống 4 m 40 k nè. Nâu vàng chợ có rồi ha. Nâu vàng chị có rồi. Dạ đúng rồi, nâu vàng chị có 2 m rồi đó chị. Hồi nãy chị cắt 2,3 m mà em nó không cắt được nên chị có sửa là 2 m rồi đó. Rồi ống tím nè. Rồi tơ ống 2 m cho chị Thái Bình 1,10 m có này. Lan đình cam sữa cho chị Thảo Ly 1,5 m. Thêm 2 m vàng nghệ cho chị Thái Bình. Nếu như vậy thì có gì ngày mai em cắt chung cho chị luôn nha, tại vì giờ là chưa có. Rồi đúng là 2 m xả cái 1,5 m nha chị nha. Rồi bi cam 1,8 m cho chị Minh Thu. Lụa có lụa không, để em may đầm khỏi lót. Rồi cái lụa là có bi cam với bi xanh rêu á. Rồi ngày mai con cắt nha mấy cô nha. Còn mã nào nữa không, để con like một lượt qua nữa rồi con xuống like luôn. Rồi mấy cô có đang còn con like nữa không? Còn mẫu cô Tông nhí xanh nha. Rồi con lên thêm một lượt, cái này là qua mẫu rồi ha. Rồi còn một cái này là con không có ấy được nè. Là chị Thái Bình á. À chị Thái Bình là sẽ gửi hình cho em nè. Rồi mẫu đẹp màu be 2 m cho chị Ngọc Dung, là cái này em chưa hiểu. Hoa đẹp là em có cái hoa đẹp là hoa hồng thôi. Hoa đẹp là có nhiều màu, là cái hoa hồng là cái mẫu này nè, là hoa đẹp này chứ không có cái nào màu be hết.
Rồi của chị Ngọc Dung mà em chưa hiểu nha. Rồi nâu vàng của chị này bỏ nè. 1m8 bica Minh Thu có nè. Rồi xuân định 2m xanh của vịt rồi có luôn. Rồi hầu hết là em, à có hai cái này nữa nè, cúc đỏ và cúc vàng ha. Tại hồi nãy cái này bị che nè, em không có bưng được, em không có coi được á. Rồi cái này là cúc đỏ, hồi nãy là em có like rồi là cúc đỏ này ha. Rồi chị nào lấy cái này thì lấy giùm em cúc vàng, cùng luôn, cùng mẫu luôn nhưng mà hai tông khác nhau. Cúc đỏ với cúc vàng cứ 2m là 35 mà 10m là 160 ha mấy chị ha. Rồi lấy giùm em mã này là nhí nâu nữa nè mấy chị nè, nhí nâu nè, hoa nhí như vậy nha mấy chị nha. Rồi nhí nâu nè. Nhí nâu cái này cũng là chi phong có giãn luôn. 2m cũng là 35 mà 10m cũng là 160 luôn. Chị nào lấy nhí nâu thì comment giùm em là nhí nâu. Rồi cái lụa màu này là nó giống, nó khác cái lụa màu cam mà cái này mình hàng nó láng hơn, đều có giãn nha, rồi nó láng không có bị sáp gì hết đó. 2m này 45k lên giùm em là bi rêu. Bi rêu hoặc là rêu bi cũng được. Lụa nha. Lụa cái này lụa có giãn nè, lụa có giãn này ha. Chị nào lấy cái này thì comment giùm em. Rồi có một cái mã này em thấy là tôn hai da rất là đẹp này, mã hoàng gia này, lên giùm em mã này hoàng gia. Đó em tự đặt tên luôn chứ không phải là nhà sản xuất đặt đâu nha mấy chị nha. Rồi mã này hoàng gia tôn hai da 1kg 160 nha. Rồi chị nào mà đang cần để xem tôn thì giờ em like lượt qua một mã tôn nữa nha mấy chị nha. Tôn thì ký 160 lên giùm em mã này là mã hoàng gia nè, hoàng gia. Rồi mã này lên giùm em mã hoa lớn nha mấy chị. Đây hoa lớn. Rồi mấy chị coi như vậy thì được cái camera sau nó rõ nét với lại được cái rộng hình nha. Có cái không có nhìn thấy cái mặt của em thôi, không có nhìn cái không thì nhìn thấy cái bản mặt của em thôi. Rồi mã này lên giùm em là hoa lớn, 1kg khoảng cỡ 5m thôi. Tôn hai da biên xù luôn á mấy chị. Biên xù này đẹp luôn nha mấy chị nha, nên biên xù đẹp luôn nè. Rồi tôn hai da lên giùm em mã này là hoa lớn nha, hoa lớn. Rồi em like lại nè, mã này là hoàng gia. Rồi tôn hai da 1kg khoảng 5m thôi nha. Đây là tôn nè, bắt đầu qua tôn nè ha, 2m tôn. Rồi tôn lên giùm em mã này sò hồng mấy chị. Sò hồng. Rồi em đưa camera chậm cho chị nào muốn cần chụp hình thì gửi qua chụp mà gửi qua Messenger thì em cắt cũng được. Sò hồng này chất rất là đẹp nha mấy chị nha, giống như là linen luôn, sớ vải giống linen luôn, rất đẹp luôn. Lên giùm em sò hồng kèm mét nè. Rồi lên giùm em mã này là tôn tím mấy chị ha, hoa văn tím nè. Rồi tôn tím mà 1kg 160 đây là tôn hai da mấy chị nha, tôn tím. Rồi tôn hai da caro vàng, tôn hai da caro vàng. Chị nào lấy thì comment giùm em caro vàng nè. Rồi mã này lên giùm em là muôn thú đi mấy chị ơi, cái này giống như là một rừng thú vậy đó, về may đồ cho bé trai bé gái. Tôn hai da nha, tôn hai da muôn thú. Rồi tôn hai da kèn hồng, kèn hồng rất là dễ thương. Rồi tôn hai da chim xanh, lên giùm em mã chim xanh. Rồi lên giùm em mã này là xanh nhỏ đi mấy chị ha, xanh nhỏ nè, cũng là chim luôn nhưng mà một theo đàn én vậy đó. Rồi tôn hai da trong này là bi đen mấy chị, bi đen. Rồi lên giùm em bi đen. Rồi em có mẫu tôn hai da là lính nè mấy chị nè, lên giùm em mã lính nha. Tôn hai da mã lính. Đó là những mã tôn hai da. Rồi chị nào lấy nữa thì comment giúp em ha. Hình như là hết mấy mã rồi đó. Hết mấy mã rồi. Còn mấy cái mã trên này á, còn mấy cái mã phía trên á thì hẹn một bữa khác đi, em soạn ra được rồi em mới quay được. Tại vì giờ nếu mà em quay em chốt được em cũng không cắt được vì nó nặng quá, em không bưng ra được á. Đó. À đuổi bê phía sau là cái này đúng không? Lụa đuổi nè. Lụa đuổi cái này là ký 120 nha mấy chị nha. Ký 2 lụa đuổi. Rồi phi. Phi em không có phi mà có một cái lụa tách ta lụa đó rồi ta. Màu xanh đen tách ta lụa rồi cái cây đó chắc bưng vô trong rồi. Ở đây thì không có cây nào cắt sẵn để em đưa cho mấy chị xem chứ không có phi rồi. Màu tím phía sau, màu da phía sau là cái này là lụa đuổi nha, lụa đuổi. Rồi khỏi cắt 2m lụa đuổi phía sau cho chị. Rồi vậy khỏi cắt cho chị 2m đuổi bê phía sau rồi ok chị nè. Ok chị Ngọc Dung nè, rồi ngày mai em dòm lại nha. Chị Trần Tuyết Nhung là linen cam, linen màu cam sữa, chị cắt mấy mét nè. Nhí nâu cô Phạm Minh Tài cắt bao nhiêu mét nè. Tôn hoa lớn 5m cho chị Hồng Phúc. Tôn tím 5m cho chị Hồng Phúc nè. Sò hồng dầu trương 2m ký 160 không có gấm cho chị Thái Bình nha. Rồi cái màu cái cô Minh Tài cái nhí nâu con cắt cho cô 10m nha cô nha, tại 10m là có 160 à. Rồi xong. Rồi con chúc mấy cô mấy chị ngủ ngon nha. Hẹn mấy cô mấy chị vào ngày mai con sẽ soạn vải, cắt vải rồi chốt đơn thì ngày mai con soạn, con phân bao, con móc bọc xong rồi con xếp vải thì chắc tới hết hôm hết ngày mai mới xong, rồi bắt đầu ngày mốt con mới bắt đầu chốt đơn á. Rồi con bay mấy cô mấy chị, cảm ơn mấy cô mấy chị này, chúc mấy cô mấy chị ngủ ngon. À còn đơn. Rồi Tạ Lâm Sơn hoàng gia 2m. Hoàng gia sò hồng tôn tím xanh nhỏ lính, mỗi màu 3m.
mỗi màu 3m. Muốn thu 6m, à muôn thú 6m. Dạ ok chị Nhím xinh nè. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Đào nha, con cảm ơn mấy cô.